Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào tất cả chư vị liên hữu đồng học. Thì hôm nay chúng ta lại gặp nhau và tiếp tục cùng nhau để mình ôn lại cái giáo lý của nhà Phật. Hôm nay chúng ta học lớp cơ bản Bát Chánh Đạo khóa 17 ở tại Thiền đường lầu 3 chùa Giác Ngộ. Thì trong cái nền giáo lý của Đức Phật, nó sâu, nó rộng, và Đức Thế Tôn cũng đã chia sẻ và hướng dẫn cho quý thầy tỳ khưu, tỳ khưu ni và các cận sự nam, cận sự nữ. Và đặc biệt hơn nữa, Đức Thế Tôn cũng có cái tầm nhìn và cũng có duyên khởi. Có những vị cư sĩ mà tu học một cách nó tha thiết, nó miên mật, nhưng không có đủ cái điều kiện để sống cái đời sống phàm hạnh, có nghĩa từ bỏ gia đình, sống không gia đình để đi vào cái đời sống phàm hạnh của những người, như người tu sĩ, như người xuất gia. Thì Đức Thế Tôn cũng chế ra một cái giới để cho cái người cư sĩ tại gia có thể thực tập và sống một ngày một đêm trọn vẹn giống như cái người tu sĩ. Thì chính vì vậy cho nên chúng ta mới hôm nay học cái bài là Bát Quan Trai Giới. Đời sống phẩm hạnh của một người cư sĩ tại gia phát một cái tâm Bồ Đề để sống cái đời sống của một người xuất gia như thế nào. Và đây cũng là một trải nghiệm, và đó cũng là một cái nền tảng, một cái nhân địa để cho giúp cái hàng cư sĩ tại gia, cư sĩ áo trắng đó, thâm nhập vào cái đời sống của cái người xuất gia, xem thử mình có đủ cái nhân duyên, có đủ cái nghị lực để mình sống cái đời sống phạm hạnh hay không. Còn nếu không đủ, sống suốt một đời sống không gia đình, từ bỏ gia đình để là một người phạm hạnh, thì mình sống một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ trọn vẹn trong đó, thì công đức và phước báo rất là thù thắng. Tại vì sao? Tại vì khi mình trồng vào một cái nhân vô lậu thì mình gặt cái quả là vô lậu. Còn mình trồng một cái nhân hữu lậu thì mình sẽ gặt cái quả là hữu lậu. Vô lậu đây là cái nhân giải thoát. Mình trồng xuống cái nhân giải thoát là mình tu mà giữ tám điều giới đạo đức của Đức Phật chế định, thì mình sống như vậy, đó là cái nhân địa, là cái quả vô lậu. Thì chính cái nhân địa này nó giúp chúng ta trưởng dưỡng cái đạo tâm, trưởng dưỡng cái hạt giống bên trong của mình. Và một ngày nào đó trong tương lai, chúng ta sẽ sống như một người xuất trần thượng sĩ như vậy, có nghĩa là sống như đời sống của người xuất gia, và chúng ta sẽ tu tập cho đến bước đường giải thoát. Thì cái nhân duyên á, chúng ta nên biết Đức Phật chế giới không ngoài ba nguyên nhân. Khi mà Đức Phật mấy năm đầu, mà khi Đức Thế Tôn mà thành đạo với cõi Ca Bồ Đề rồi á, đi truyền bá giáo lý cho năm em Kiều Trần Như, cũng như nhóm 55 người thương gia trong nhóm của Ngài Gia Xá, thì trong suốt 5 đến 7 năm đầu, có chủ ghi 12 năm, chưa có chế định ra một đường giới luật nào hết. Chưa có.
Nhưng kể từ khi cái 12 năm đó trở về tiếp tục nữa, thì lúc này có những, có một số vị tỳ khưu trong đó sống không đúng với lợi cái tư cách của người phạm hạnh, của người xuất gia. Thì chính cái lúc đó Đức Phật mới chế giới. Thì Đức Phật chế giới để làm gì? Trong đây chúng ta thấy có ba nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là vì những gì trở ngăn trên quả chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Có nghĩa là Đức Phật chế giới ra cũng vì mục đích cho cái người tu sĩ cũng như cư sĩ có được cái nhân duyên thù thắng để đạt được cái quả vị. Nếu mình tu mà mình không có hướng đến cái quả giải thoát thì mình tu làm gì? Tu mà không có được cái đời sống an lạc, tu làm gì? Đúng không? Mình phải có được cái định hướng của mình. Định hướng đó là khi mình tu, mình biết mình tu và mình mục đích của tu để làm gì? Cho bản thân mình. Bản thân mình có được sự lợi ích, lợi lạc xong rồi thì mới tiếp theo là người thân, xong rồi xã hội. Thì vì những cái giới đó, có chính vì những cái sự mà không có sống đúng với tinh thần của giới luật trên Đức Phật mới chế giới, nhằm giúp cho cái người đó trưởng dưỡng đạo tâm và đạt đến những cái quả vị mà người xuất gia cần phải có. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền chúng ta biết rồi, đó là trời sắc giới. Chúng ta không đi sâu vào này ha, hôm nay chúng ta chỉ đi vào cái sự bát chánh đạo thôi, cái bát quan trai giới thôi. Và cái thứ hai là mắc sự đoàn kết hòa hợp của tập thể. Tại vì khi mà một người ta thường hay nói rằng một con sâu là một rầu nồi canh, nếu một người trong tăng đoàn mà sống nó không đúng cái phạm hạnh của người xuất gia thì nó làm ảnh hưởng hết cả tăng đoàn. Chính vì cái vấn đề đó cho nên Phật mới chế giới luật cho những cái vị thầy và những cái vị sư ni xuất gia đó phải hoàn thiện bản thân, trước phải nghĩ đến bản thân, sau nghĩ đến tập thể. Như vậy thì chúng ta thấy đó là nguyên nhân thứ hai. Và nguyên nhân thứ ba là tránh sự chê bai của người thế gian. Vì sao? Vì khi mà một người làm ảnh hưởng đến tăng đoàn thì cái người đời mà họ không tu, họ sẽ đi vào họ phỉ báng. Họ sẽ làm ảnh hưởng đến tăng đoàn và nó xấu hình ảnh, và nó xấu hình ảnh một phần và mất đi cái niềm tín tâm và mất đi cái nhân địa giải thoát. Ở đây chúng ta có thể lấy ra một ví dụ nho nhỏ. Ví dụ như các vị là người tại gia, xong trong một cái tập thể chẳng vị một buổi dạ tiệc đi, các vị có thể bày bựa lên đó những cái món ăn thịt cá rượu bia này kia hàng ngàn như vậy, xả láng lên bàn như vậy, thì người ta nhìn vào thấy bình thường đúng không? Thấy bình thường đâu có gì đâu. Còn nếu như ở dưới trai đường của quý thầy mà bày lên những lon bia thôi thì quý thầy thấy sao? Nó phản cảm liền. Hay là nhìn thấy trên cái bàn của quý thầy có những dĩa thịt, quý thầy thấy sao? Nó đâu có đúng, đúng không? Chính vì những cái giới đó, những cái sự như vậy cho Đức Phật mới chế giới ra để cho tránh đi cái sự chê bai của người thế gian, làm mất đi cái tính tâm của họ, đoạn cái nhân kết pháp duyên với là Phật pháp. Đó, chúng ta thấy như vậy. Chúng ta bắt đầu đi vào bát quan trai giới. Như vậy, bát quan trai giới ở đây định nghĩa bát quan trai giới là gì? Bát ở đây là tám, quan là cửa. Bát quan là tám cửa, còn trai tức là thanh tịnh. Trai ở đây cũng có nghĩa là không ăn quá ngọ, tức sau 12 giờ trưa không ăn. Giới là sự điều đạo đức, là những điều đạo đức, là sự ngăn ngừa mà Đức Phật đã dạy giúp cho chúng ta nương vào đó để ngăn ngừa những điều bất thiện, giúp cho thân tâm của chúng ta được thanh tịnh. Ví dụ như một cái nhà bát giác đi, nó có 8 cánh cửa hoặc 6 cánh cửa. Nếu chúng ta mở toang ra hết 8 cánh cửa đó thì gió chỗ nào nó cũng đi vào được hết, đúng các vị? Chỗ nào nó cũng vào được hết.
Còn nếu như chúng ta đóng kín lại hết thì sao? Gió nó không vào được, đúng không? Và những cái bụi bặm, những cái cấu uế, nó lá cây rồi nó không rơi vào. Cũng giống như vậy, mỗi một căn trên cái cơ thể của mình là một cánh cửa. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý đều là những cánh cửa, là 6 cánh cửa. Thêm 2 cánh cửa là gì nữa? Cái mẹt na và cái a-lại-da là 8, đúng không? Cái mẹt na là cái phân biệt, còn cái a-lại-da là cái lưu trữ. Còn nên ta gọi là tạng thức, trong duy thức học gọi là tạng thức. Thì chính vì chúng ta tu học những cái điều giới này là chúng ta phải ngăn ngừa những cái này, ngăn ngừa những điều xấu ác, ngăn ngừa những điều bất thiện nó đi vào trong mình, để cho chúng ta hoàn thiện một cái tròn, một cái buổi chúng ta thực tập hay là một ngày chúng ta phát nguyện hành trì Bát Quan Thai Giới. Thường thì chúng ta mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm và ý hình dung. Những cái này nó đi theo chúng ta hàng ngày. Đụng đâu chúng ta cũng đắm chìm đó, cũng mê đó. Cho nên khi mà chúng ta quyết tâm mà vào thọ trì Bát Quan Trai Giới thì chúng ta phải cố gắng thực hiện cho nó tốt và giữ tròn. Thực chất tu Bát Quan Trai Giới thì chúng ta phải tu đúng 24 tiếng. Tu đúng 24 tiếng và giữ 8 điều giới, hay chúng ta thường gọi là 8 điều đạo đức. Thì một chút nữa chúng ta sẽ đi vào 8 điều đạo đức. Còn giới ở đây tiếng Phạn gọi là Sila. Có nghĩa là ngăn ngừa những cái điều ác nó xâm hại vào trong thân mình, làm chướng ngại trên cái quả chứng của mình. Tại vì khi một người mà giữ giới thì giữ giới tròn những cái giới đó chúng ta mới sanh được định. Có nghĩa là cái giới đó chúng ta giữ mà trong cái thân tâm của mình không có bị hổ thẹn thì tâm mình thanh tịnh. Chính vì chất liệu đó cho nên mới giúp chúng ta được cái định. Chúng ta ngồi xuống tọa thiền thì cảm thấy an lạc, cảm thấy vui vẻ. Còn chúng ta mà ngồi xuống mà tự nhiên cái ức niệm nó khởi về làm chúng ta hổ thẹn, chứ nhớ nghĩ việc đó cảm thấy có tội, có lỗi thì chúng ta không thể nào mà đắc được định hay là có được một cận định hay sơ định gì hết. Chính vì chỗ đó cho nên chúng ta phải giữ giới. Muốn vào định, muốn vào tăng trưởng cái công phu, cái nội lực của mình thì chúng ta bắt buộc phải có định. Mà muốn có định thì phải giữ giới. Nhân giới sinh định mà, nhân định sinh tuệ. Thì chúng ta đi vào cái tìm hiểu về 8 điều trai giới. Phật pháp trai chính là 8 điều trai giới mà Đức Phật đã dạy cho hàng Phật tử tại gia, gồm 8 điều sau: 1. Không sát sinh. 2. Không trộm cướp. 3. Không dâm dục. 4. Không vọng ngữ. Sát sanh chúng ta biết rồi, chúng ta sẽ học. Và chúng ta, đây là 4 điều học giới, chúng ta thêm 4 điều học giới nữa. Rồi chúng ta sẽ đi vào từng cái chi phần của học giới đó. 5. Không uống rượu và các chất gây nghiện, gây say. 6. Không đeo tràng hoa hương thơm. Không xoa dầu thơm, không ca múa và biểu diễn các bộ môn nghệ thuật. Không cố đến hoặc xem nghe. Không ngồi nằm trên giường lớn, cao, rộng. Và cái cuối cùng là không ăn phi thời. Bắt đầu chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng học giới một, ha? Từng điều đạo đức một. Duyên khởi một lần này, một lần Đức Phật đó, ở tại vườn côn trưởng giả cấp cô độc, thì cái bà Visakha này đó đến một buổi sáng, thì bà tắm rửa sạch sẽ, bà đến trước Phật, bà đảnh lễ, rồi bà phát nguyện, bà tu học những cái giới thanh tịnh. Thì Đức Phật mới nhân đó và nói cho bà
bà chỉ bà Visakha này á, hỏi bà muốn giữ những giới nào và muốn tu thế nào. Tại vì Đức Phật có mấy điều, ba điều mà chúng ta phải cần ghi nhớ, tí nữa chúng ta học sau. Chúng ta sẽ nghe cái này là trích từ trong kinh Tăng Chi ra. Các vị, thường thì chúng ta học những điều học giới sát đạo dâm vọng thì chúng ta chỉ lấy trong giới ra. Còn cái này thì Thầy trích ở trong kinh ra để cho chúng ta học và hiểu, có sự duyên khởi và có cái sự chia sẻ luôn. Giới thứ nhất, Đức Phật dạy bà Visakha: Này Visakha, suy tư như sau. Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, từ bỏ trượng, bỏ kiếm, bỏ tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Cũng vậy, đêm nay và ngày nay, ta sống từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, từ bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Về chi phần này, ta theo gương các vị A-la-hán và sẽ thực hành trai giới. Cái đầu tiên mà Đức Thế Tôn dạy trong bát quan trai giới là sát sanh. Như thế nào chúng ta gọi là sát sanh? Mình giết con vật là sát sanh, đúng không? Như vậy mình không giết có phải là sát sanh không? Ví dụ mình không giết mà người khác giết, mình có phải sát sanh không? Ví dụ như một ngày nào đó đẹp trời, mình và một cô bạn nhìn mặt ghét nhau ghê lắm, không hợp nhau. Nhưng mà một ngày đẹp trời thì ở chung công ty hay ở chung một cái nơi công sở hay là mình làm chung đó, thì có buổi dã ngoại, vô tình mình đi cắm trại thì mình đang đi chơi ở ngoài, thấy một con rắn nó đi vào trong cái liêu, cái trại của cái người bạn mình ghét, mà rắn là rắn độc. Trong cái tâm mình khởi lên cho cắn cho chết luôn. Rồi mình không có báo cho cái người kia biết, cái người mình ghét đó. Thì như vậy có gọi là sát không? Thì cái người kia, người bạn, cái người đi vào vô tình thôi, vào trong đó bị con rắn nó cắn, có thể xảy ra án mạng, hoặc có thể để thân hoại mạng chung chết. Như vậy mình có phạm tội sát không? Chắc chắn có. Thấy có con vật đi vào đó mà mình vẫn cố ý để. Nếu như mà thường ngày mình giữ năm học giới của người cư sĩ tại gia: sát đạo dâm vọng, không uống rượu, tửu, mà mình chỉ đơn thuần là tránh xa không giết hại thôi, có nghĩa là mình ngăn ngừa không cho giết hại bằng giết ấy thôi. Còn mình mà khi mà mình đã thọ vào bát quan trai giới, bắt buộc mình không được giết dù là con vật nhỏ nhất trong 24 tiếng đồng hồ. Trong cái lúc mình phát nguyện hôm nay con thọ bát quan trai giới, thì cho lúc mình xả giới là hôm nay con đã kết thúc cái học giới mình đã hành trì là bé quan trai, con xin xả bỏ. Cái kia là kiên giết thôi. Cái giới của người cư sĩ tại gia là kiên giết, có nghĩa là hạn chế giết hại, hạn chế giết hại mà tránh giết người ha. Hạn chế hại mà tránh giết người. Còn đối với lời cái mình phát nguyện thọ bé quan trai giới thì tuyệt đối không được giết. Giết là phạm, mất đi cái giới thể mình đã phát nguyện. Kinh Pháp Cú chúng ta thấy mọi loài gì, mọi người sợ hình phạt, mọi người sợ tử vong. Lấy mình làm thí dụ, không giết, không bạo giết. Các vị thấy, tất cả chúng sanh ai cũng thương cái thân mạng của nó hết. Mình cũng vậy. Con gà mà anh bắt lên trên bàn, nó kêu réo, nó sợ chết. Con cua, con ếch, ốc, tất cả mọi chúng sanh đều sợ chết hết. Họ quý giết thân mạng lắm các vị. Ở đây chúng ta thấy nhiều cái sự mà ăn uống sát sanh, thấy không?
sự sát sanh nó rất là đau khổ. Mà chính những, vì những cái đó nó gây lên cho mình cái sự đau khổ lại. Mình biết cái đó là mình ý thức cái điều đau khổ. Mình làm một con vật tổn thương, mình biết ý thức rằng nó là rất đau đớn. Thì mình thấy mình cũng vậy. Mình đứt tay mình thấy đau mà, đúng không? Con vật cũng vậy. Thì chúng ta biết rằng cái nghiệp sát nó mang lại cho mình cái quả báo rất là thảm khốc. Biển rộng mênh mông, khó đoạn, không chi hơn ái dục. Tình trần mang mát, khó dứt, chỉ có sát sanh. Sát sanh là chúng ta khó bỏ nhất trong đối với lợi cái giới người cư sĩ tại gia. Còn đối với người xuất gia thì cái giới đầu tiên mà Đức Phật chế là đoạn dâm dục. Còn đối với cư sĩ thì cấm sát sanh. Nó khác. Tại vì chúng ta thấy bữa nay có những cái quán ăn mà họ mở, xong mình thấy được nó rất là đau khổ. Những con cá nó làm sống như vậy luôn. Để lên cái dĩa rồi mà con cá nó vẫn còn sống, nó vẫn còn nhảy tung tăng như vậy. Đó, sự ăn rất tàn khốc. Mà cái người thương của mình thì sao? Người thương của mình mà bị đau một cái, tung xe một cái, thì mình thấy thảm hại, đúng không? Mà cái nhân địa mình đã gieo, họ đã gieo mà không có biết. Đơn giản là mình ra đường mình thấy người ta tung cái xe thì mình nghĩ mình thấy là tội, nhưng cái quả họ trả rất là tương xứng với cái nghiệp của họ, chứ không phải là ấy. Xưa kia thì có quen một cái anh đầu bếp, bếp trưởng. Anh rất là giỏi. Anh Lâm Hải Bằng. Anh rất là giỏi. Anh mới có 28 tuổi thôi mà bếp trưởng có một cái resort. Bữa nay ở tại Hàm Tiến Mũi Né, gọi là Mai Khanh Cha Trang đó. Mà cái resort rất là nổi tiếng. Anh còn trẻ, nhưng mà khi mà anh với bạn gái anh đi chơi, anh từ ở cái Hàm Tiến, anh đi vào Phan Thiết anh chơi, một giờ anh đi về lại. Người đi về ngang của cái gần tới quán rồi, anh tung vào một chiếc taxi, anh chết tại chỗ các vị. Anh chết tại chỗ. Còn cái bạn gái ảnh này không có một cái hề gì hết. Bạn gái ảnh ăn mặc rất là mát mẻ mà không có một vết xước nào trên người. Mà riêng ảnh thì ngồi chết tại chỗ và cầm cái hòm đến tại liệm ngay chỗ cái chỗ anh chết luôn. Tại vì biết các vị biết chắc cái theo cái nhân quả mà tương tác thì cái nghiệp nó nhân duyên hội ngộ thời á, quả báo hoàng tự thọ, có nghĩa là ảnh giết những cái con vật á rất là tự nhiên, những con cá, con cua, những gì ảnh giết rất tự nhiên, có nghĩa là cái nghiệp sát nó hoàn đủ rồi đó các vị, giết rất là nhẹ nhàng. Mình thấy như vậy khi ảnh chết á, tay nó gãy từng khúc, chân nó gãy từng khúc, lưng nó gãy từng khúc, nó gãy từng khúc mà không có cầm đi về nhà được, phải liệm ngay tại chỗ các vị. Mà chiếc xe máy, chiếc xe Novo chạy và tung vô ra trong cái chiếc taxi. Mà chết tại chỗ, mà chết mà không toàn chỉ gãy từng khúc vậy, giống như là bị đập trước khi mà chết vậy, giống như cái con cá mà lên hành hình rồi xong bị chẻ như vậy đó. Chắc là khổ sở. Riêng bản thân thầy cũng vậy. Có một lần thầy trước kia thầy chưa đi tu, thầy là một đầu bếp. Thì thầy Á Âu, bếp Á Âu thì không có thường xuyên giết mà chỉ lai rai giết thôi. Khi mà thầy giết á, cái ngọn dao á, mà đâm vào trong cái trắng thủy này của con cua á, con cua nó có một cái con ghẹ nhàng ở đó, ta bán rất là đắt, 500.000 một ký. Cái nó có một cái trắng thủy nhỏ ở đó thôi. Các vị giết sao mà con cua nó không kịp trăn trối mà nó chết, mà tám cái càng, một hai cái càng mà tám cái chân của nó vẫn còn dính trên thân. Thì như vậy thì mới tốt. Còn nếu các vị mà giết mà nó gãy hết thì khách ta chê là cua đã chết rồi. Nó như vậy. Các vị biết như vậy á, mà khi mà ra rai thì cứ lâu lâu mà làm một lần thôi. Mà khi mà cái nghiệp quả nó trụ đó, thầy đang chạy xe như vậy, ngay chỗ đây này, nó đau mà không thở được, phải dừng chiếc xe lại, ngồi xuống ôm cái bụng, ngồi đó cái thở từ từ. Lúc đó thầy chưa có học Phật Pháp, không biết gì hết, phải ôm bụng thở, bắt đầu thở, tập thở đó nha. Nó không còn hơi thở nữa, phải tập thở từ từ, từ từ, từ từ, rồi mới thở lại. Nhiều năm như vậy, thầy không hiểu vì nguyên nhân gì hết. Sau này thầy học Phật Pháp, thầy mới biết đây là cái nhân quả của mình. Thầy giết con cua nó không được trăn trối,
nó không trăn trối cha mẹ nó được. Cho nên cái quả nó trả rất là ấy. Rồi từ khi thầy biết ân ba nhân quả, thầy sám hối, thầy lạy Phật, thầy sám hối, thầy phát nguyện ăn chay sám hối. Sám hối mà từ khi mà thầy vào trong Phật á, một học Phật được 2 năm thì cái đó nó mới hết. Nó hết. Nó không còn bị đau cái kiểu nữa. Chứ chút trước là đau chạy xe không được. Đau cái là phải đứng lại liền không mình nó té. Thắng cái là ngồi gấp xuống đó, ngồi ôm cái bụng lại và đầu gầm hết cái người gầm xuống, bắt đầu thở, đầu nhẹ 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 người lại. Các vị chưa biết cảm giác đó. Đó là cái rất là khủng khiếp. Cái nghiệp sát á, nó rất là khủng khiếp. Thì chúng ta biết được rằng á, khi mà một người cư sĩ tại gia chỉ là kiên sát thôi, còn phải thọ giới, chúng ta phải tuyệt đối không được sát, dù là con kiến, con muỗi. Cho nên trong cái học giới của nhà Phật mà người thọ bác quan trai á, có những cái học giới, 10 cái học giới. Mà gì? Những cái con côn trùng mà lúc mình đang tọa thiền nó quấy phá, mình cũng phải an nhẫn để cho nó quấy phá. Có nghĩa là khi mà cái người mà thọ bác quan trai giới rồi, ví dụ như con kiến này, con muỗi này, hay thời tiết nóng, thời tiết lạnh, chúng ta phải kham nhẫn được những cái điều này, nó mới qua được, mới thành tựu được cái giới mình thọ trì. Phải kham nhẫn được những cái đó. Chứ còn không đơn thuần là mình ngồi ở trong cái thiền đường này không có một con gì bấy rối thì mình thấy khỏe. Thời xưa Phật là không có như vậy. Là phải ở gốc cây, ở tịnh xá. Tịnh xá thì có những cái bãi, những cây lớn mà trên cây cổ thụ là có nhiều ký sinh trùng hoặc sinh trùng hoặc những con vật nhỏ nó sống. Mà ngồi đó mình bệnh phát nguyện thọ trì, xong rồi mình thực tập thiền thì chắc chắn những con muỗi, những con muỗi, những con kiến, con gián nó sẽ quấy rối, nhất là con ruồi nữa. Mình phải kham nhẫn được những cái điều đó, những điều khó chịu như vậy, kham nhẫn được. Rồi cái nóng đến mình cũng kham nhẫn được, cái lạnh đến mình kham nhẫn được, cái khó chịu, cái rét mình kham nhẫn được hết, mình mới thành tựu được cái giới bác văn trai. Chứ không đơn thuần là mình ăn sung mặc sướng ở trong chùa lo ngày ba bữa cơm, không phải như vậy. Chính vì vậy cái này gọi là phước vô lậu, cái công đức vô lậu, hạt giống vô lậu, nó để đơn cái quả giải thoát mà. Phải kiên trì như vậy thì mới thành tựu. Còn mình chỉ con mũi mà nó chích miệng cái thôi, à một lần thì mình còn từ bi, đi đi con, hôm nay tao tu. Lần thứ hai phủi, ta đang tu. Lần thứ ba cũng ta đang tu. Lần thứ tư cái đầu cái bồ đề tâm nó chạy rồi, bồ đề gai nó về, là cái bóc rồi xong, học giới không còn nữa, phạm liền. Tại vì sao? Một lần mình kham nhẫn được, hai lần kham nhẫn được, ba lần kham nhẫn được, nhưng năm bảy lần rất khó kham nhẫn. Riêng bản thân thầy cũng vậy. Thì chắc lúc trước thầy ở trên cái núi, trên cái núi mà thầy tu á, nhập thất thầy tu á, nó cũng như vậy. Lúc đầu ngồi á thì cái việc biết nước mũi á thì nó chảy xuống ướt cả tay, bị viêm son á, nó chảy ướt cả tay. Thầy mặc sát ngồi mặc không có quan tâm đến nó. Một tí nữa nó ướt hết cả tay trở trên mà nó chảy, phải nó chảy mà nó khua từ một thành sợi xuống luôn các vị. Nó thành một sợi xuống, nó dính như một sợi chỉ vậy đó. Nó xuống tay đây. Rồi trên cái tay á, cái nước nhờn của mũi dính á. Cái đó thầy nói thiệt. Rồi kiến á, nó bu đầy luôn. Nó bu không còn cái gì nữa tới từ trên chứ. Nhưng mà cái lúc đó chắc là vì cái tâm mình nó ham tu cho nên thầy kham nhẫn được. Thầy đó ham tu lắm. Kham nhẫn được, ngồi, mình nghĩ là mình đã chết rồi. Chỉ nghĩ như vậy thôi. Mỹ nhìn chết rồi thì mọi cái con trùng ở đến nó quấy rối cũng sao hết. Rồi kiến gì, kiến một tí nữa mà khi mà không còn ngồi thiền nữa, à, ngồi thiền niệm Pháp, không còn ngồi nữa thì kiến trên bàn tay nó đầy hết rồi. Nó ăn cái nước, cái dịch của mũi đó, cái vị, đầy hết. Chắc cái thời đó thầy ngoại ham tu, chắc bây giờ chắc cũng khó. Bây giờ ở trong thiền đường này đâu có gì đâu, đúng không? Muốn tu á, mà thực tập được mà cái nhẫn thì mình phải ra ngay cái chỗ những cái mà chúng ta thấy nó khó hành trì đó. Ừ. Ví dụ như là ở ngoài đường cũng vậy, mà ở trong cái nơi vắng, ở những cái gốc cây, Phật thường khuyên các vị tỳ kheo á, đến những gốc cây hoặc đến nhà vắng hoặc những cái bãi tha ma để thực tập mà quán chiếu, như vậy nó dễ thành tựu hơn. Ừ. Còn mình đây thì sung sướng quá rồi, lạnh một chút thôi mở máy lạnh lên hoặc mở cái quạt cho nó mát. Ừ. Con mũi mà nó bay qua bay lại xíu là kêu người vô xịt mũi liền, mai không để cho mọi người khó chịu,
nó ngộ như vậy. Cho nên cái tu thời này nó hơi sướng. Chính vì nó sướng quá cho nên mình không có thành tựu được học giới, không có sự kham nhẫn cao, không có định lực, nó mất hết. Còn nhiều nhưng mà mình chỉ chia sẻ thôi, cho nó đi vào chút xíu. Giới thứ hai là không trộm cắp. Đức Phật dạy cho đến trọn đời, vị A-la-hán từ bỏ lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho. Tự sống thanh tịnh, không có trộm cướp. Cũng vậy, đêm nay và ngày nay ta sống từ bỏ lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho. Tự sống thanh tịnh, không có trộm cướp. Về chi phần này, chúng ta theo gương các vị A-la-hán và ta sẽ thực hành hành trì trai giới, trộm cắp. Chúng ta tư duy lại xem mình có trộm không? Hoặc tự làm, hoặc xưa người khác làm, hoặc thấy người khác làm vui theo. Có nghĩa là ở trong cái thân và cái ý mình. Tuy rằng cái giới nhà Phật á, ý làm chủ hành vi tạo tác, ý dẫn đầu thì ác tạo ra. Nếu dùng tới mấy ác tà, nói năng hành động của sao và mình, đúng không? Mình mà khởi ý niệm thấy cái đó của người ta, mà tay thì chưa có lấy, nhưng cái ý tưởng đã khởi đến trước, thì lúc này mình đã có cái một phần phạm giới rồi đó các vị. Tin đến cái khi mà giữ tròn giới á, mà mình phải như vậy. Tại vì sao mình có tính tham? Chính vì những cái tính tham đó nó làm cho mình bộc phát đi cái tiềm năng bên trong là muốn lấy. Chứ mình mà không có tính tham, mình có tính bố thí thì mình sẽ không bao giờ mình làm như vậy. Mình mà có tâm mà bố thí hướng thiện thì mình sẽ không. Mình thấy người ta mắc thì mình nghĩ lại, nếu như cái đó là của mình thì mình rất là buồn. Mình rất là buồn. Tại vì sao? Mình ý thức rằng cái mắt đó, cái người ta là nó quan trọng. Đối với một người nghèo, người ta rớt, người ăn xin á, người ta rớt 100 ngàn ở ngoài đường là một tài sản của họ. Còn đối với mình rớt 100 ngàn thì mình thấy nó bình thường đúng không? Hay mình lượm 100 ngàn mình thấy bình thường. Nhưng mà 100 ngàn của họ là họ công kia, cái công lao họ đi sinh một ngày đó các vị. Họ mới có được 100 ngàn mà hôm nay họ rớt như vậy thì coi như là họ quý tiếc y như thân mạng và ngày mai họ phải nhịn đói buổi sáng. Nếu may mắn có người thì họ sẽ ăn được bữa trưa. Mà mình lượm cái tiền đó mình dùng không đúng cách, đó cũng là trộm. Và mình tính xác suất nó cao hơn nữa, nó cao hơn một chút xíu nữa, là những cái cổ, cái tư duy của mình đó, nó hình thành ở trong cái ý rồi đó. Cái vật bên ngoài thì mà thấy mình lấy thì nó dễ dàng, tại nó có hình tướng, mình thấy mình biết được. Nhưng trong tư tưởng của mỗi người không có biết, rất là khó biết. Còn vi tế hơn là dịch chuyển cái vật đó đi nơi khác. Trong nhà Phật có giới đó, lấy cái vật của người để không đúng vị trí của họ. Ví dụ như thầy để cái máy tính đây mà không được sự chấp thuận của thầy, mà quý vị cầm cái laptop này gấp xuống, cầm cái kia đỡ, dịch chuyển đi chỗ khác, thầy đến thầy tìm không thấy. Thì các vị cũng đã phạm vào ăn cắp rồi đó. Dịch chuyển cũng là ăn cắp. Trên này các vị chưa có lấy, tôi thấy khó giữ không? Rất là khó. Còn khi mà một người mà vào trong cái thọ trì bát quan trai giới, giữ đúng 24 tiếng đồng hồ, phải luôn luôn trong tâm niệm và khởi một cái tâm bố thí, bố thí, bố thí. Phải luôn luôn khởi ý niệm vậy, tư duy mình nó hình thành một cái ý niệm nó vững chắc rồi, thì dù bất cứ một cái hình thức nào, một cái hoàn cảnh nào, mình cũng không bao giờ phạm. Còn bố thí như thế nào mà cho nó có được cái sự bố thí là nó trừ tâm sang tham, tâm ích kỷ, tâm trộm cắp. Phải hành trì như vậy.
Còn bố thí như thế nào để cho có phước báo? Ví dụ như hôm nay các vị mua đến chùa Giác Ngộ một bao dưa hấu đi, hay bao sú xả lách thức ăn đi, hả? Một sú cũng được. Các vị mua đến chùa, đơn thuần là các vị cầm vô chùa các vị để thôi, các vị đi không có khởi tâm gì hết, có phước không? Có phước, nhưng phước này nó chưa tròn đủ. Thầy chỉ cho cách các vị làm ít nhưng mà được phước báo lớn. Phải khi mà cầm vô chùa Giác Ngộ để rồi, khởi một ý niệm, những cái thực phẩm này con xin nguyện cúng cho chư Tăng. Chư Tăng ăn những cái thực phẩm này có sức khỏe để các vị thực tập thiền học, có nghĩa là thực hành thiền, thiền học, thiền quán, và các vị có được cái sự thành tựu trong đó cho đến các vị quả vị giải thoát. Chính cái chỗ này các vị đưa cái tâm của mình nó đi rộng, đi xa hơn, là những cái này nó nhân tố đưa các vị đi giải thoát. Các vị cầm một đôi dép đến cúng dường cho một ông thầy, có phước không? Có. Nhưng cái phước đó các vị, thầy ơi, con cúng thầy đôi dép này, thì thầy cũng nhận. Nhưng mà các vị về không có khởi ý gì hết, thì có phước. Đơn thuần là cái phước hữu lậu thôi, nó không có gì hết. Còn nếu các vị khởi một cái niệm tiếp tục, con cúng dường cho thầy đôi dép này, để thầy đi trên đôi dép này không bị những cái vật cản, đinh, gai, nó làm cho mình khó chịu. Cho thầy mang đôi dép này, thầy hành thiền, thực tập thiền, thiền hành, rồi thầy đi có sự an lạc ở nội tâm. Rồi chính những cái chất liệu này nó giúp cho thầy có được những cái quả sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Và chính những chất liệu này nó đưa thầy đến giải thoát. Nó là cái nhân tố, là một cái nhân tố để cho thầy giải thoát. Thì các vị khởi một cái tâm niệm như vậy thì phước báo các vị nó vô lượng, nó không có bờ mé. Còn đơn vị ăn giảng mình chỉ cúng một cái rồi mình đi thì nó cũng có, nhưng mà phước nó hạn hẹp trong cái khuôn viên của mình thôi. Người mẹ dùng một tâm cao rộng và một cái tâm vô lậu mình hướng đi. Đó là cái sự để mình chia sẻ và mình biết cách mình hồi hướng, biết cách bố thí. Trước giờ chúng ta đơn thuần là cúng dường ông thầy 100.000 thì cái đơn giản là cúng ông thầy 100.000 thôi, đúng không? Còn nếu các vị biết dụng tâm, con cúng dường thầy 100.000 để thầy có đủ điều kiện ăn uống sinh hoạt trong cái lối sống của người tu, giúp cho thầy có được cái sự định tâm, định tĩnh, giúp cho thầy có được cái năng lực để cái thầy tu tập, để trên con đường giải thoát thầy được những cái quả sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, và quả sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, và hướng đến giải thoát. Các vị cứ khởi tâm như vậy, công đức của vị làm nó, tuy rằng nó như vậy, thấy nó như nhỏ như vậy, nhưng phước báo nó vô lượng, nó không có bờ mé. Đó. Bố thí cái gì thì được cái nấy. Bố thí phóng sanh thì được cái gì? Không bệnh hoạn. Thức ăn thì đời này đời sau, mình nhân gieo ăn địa thì mình không có bị đói khát. Bố thí tiền thì đời này đời sau mình được giàu sang phú quý. Bố thí pháp mình có trí tuệ. Bố thí vô ý thì mình có được cái sợ tâm không sợ hãi. Nói như vậy, các vị dùng cái năng lượng đó, dùng cái chất liệu đó mà hướng cái tâm của họ, mong cho cái vị thầy đó có được chất liệu tu học một cách nó vững chãi để đi đến con đường giải thoát. Đó là các vị đang hướng đến cái quả vị giải thoát cùng với vị thầy đó, cùng với cái ngôi chùa đó, thì các vị sẽ có được cái phước báo nó rộng lớn. Chứ đừng có dùng một cái tâm đơn giản là bố thí, đơn giản là đến cúng dường rồi đi, thì cũng có phước chứ không có không. Nhờ cái phước nó nằm trong hữu lậu ha, các vị biết ha. Đó, chúng ta như vậy. Hôm nay thầy dạy ứng dụng thôi, còn trong sách nó có rồi, chúng ta sẽ học đọc con sách ha. Về giới thứ ba thì Phật dạy: cho đến trọn đời các vị A-la-hán từ bỏ tà hạnh, tịnh tu phạm hạnh, sống giải thoát, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Cũng vậy, đêm nay và ngày nay ta sống từ bỏ tà hạnh, tịnh tu phạm hạnh, sống giải thoát, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Về chi phần này, ta theo gương các vị A-la-hán và ta sẽ thực hành trai giới. Các vị thấy bà Visakha này, Đức Phật dạy bà, Đức Phật luôn dạy bà Visakha hãy nương về này nhé. Về chi phần này, ta theo gương hạnh của các vị A-la-hán và ta sẽ thực hành trai giới.
Chú ý chỗ này. Các vị A-la-hán là các vị đã giải thoát, có nghĩa là đã chứng thánh quả, đã giải thoát được cái sự sanh tử. Mười kiếp sử đã đoạn, sự làm chủ sanh tử, là một người vua dư nước, hữu dư nước bàn, có nghĩa là vẫn còn ở thân này nhưng mà đã vào nước bàn, ở cảnh giới nước bàn, có nghĩa là tâm rất là thanh tịnh, rất an lạc, sống ở đời, cõi đời này. Cho nên Đức Phật dạy bà Visakha này á, phải sống theo y như cái các vị phạm hạnh như vậy, lấy cái gương của một vị A-la-hán mà làm gương phản chiếu cho mình, sống y như vậy. Chứ Đức Phật không có chỉ những cái vị mà sơ quả, hai vị quả, tam quả nha. Trong đây toàn là kết vật chỉ vào, dùng cái gương hạnh của các vị A-la-hán để đó làm gương phản chiếu, để tu tập. Mình cũng vậy. Mình đừng có vào ngôi chùa hay gì mà mình lấy theo cái sự của những vị thầy đó, mà mình dùng một cái tâm rộng lớn hơn, à phải hướng cái vị đó đến giải thoát và sống y phạm hạnh như vậy, thì chúng ta mới có được cái lợi ích. Sống với đời sống của cư sĩ tại gia thì Đức Phật không bảo là không được tà hạnh, có nghĩa là vẫn còn chánh hạnh, không được quan hệ bất chính với bên ngoài. Còn nếu mình đã phát nguyện thọ trì tám học giới và tu suốt 24 tiếng một ngày một đêm thì tuyệt đối không được dâm dục, có người quan hệ bất, dù là vợ chồng, phải tuyệt cái này trong 24 tiếng đồng hồ. Tại vì sao như vậy? Tại vì bây giờ đó có nhiều cái đạo tràng họ tu tập thể, khi họ tu có vợ chồng đi tu luôn, họ phát nguyện tu 24 tiếng đồng hồ, và cái cực một nỗi nữa là hai vợ chồng vào ở chung một phòng. Thì chính vì như vậy á, họ tuy rằng họ giữ giới nhưng mà chỉ về phòng họ không giữ giới, họ có quan hệ, họ cứ nghĩ trong tư tưởng họ không có hiểu rõ hay sao không biết, họ nghĩ là không được tà hạnh, chánh hạnh thì được, nhưng mà không phải. Phải đoạn luôn trong 24 tiếng đồng hồ, không được quan hệ tình dục, chứ là gia đình, dù là vợ mình, nếu mình quan hệ là phạm giới. Cho nên ở trên chúng ta thấy rằng là từ bỏ dâm dục chứ không phải là tà hạnh. Tà hạnh có nghĩa còn được, còn dâm dục là phải tuyệt hẳn. Vấn đề này xã hội bây giờ rất là nhiều. Người ta đi tu á, thì dắt theo vợ chồng con đi tu luôn. À, và đi tu xong rồi á, họ phát nguyện như vậy nhưng mà họ lại ở chung một phòng. Thì những vấn đề đó nó xảy ra, cho nên Đức Phật thấy được cái điều này. Và Đức Phật khuyến khích bà Visakha này đó là phải sống đúng theo cái phẩm hạnh của một vị A-la-hán. A-la-hán đã đoạn được dâm dục rồi, không có được quan hệ. Dù cái đó về, khi mà bà về nhà rồi á, bà Visakha này về hồng cung rồi đó, về nhà lại thì bà phải sống ở trong một cái tịnh giới. Cái tịnh giới là cái căn phòng của bà cũng được, căn phòng của bà được nhưng không cho chồng vào. Một tịnh giới là cái căn phòng để thờ tự, hay là một cái nơi sạch sẽ, thì bà ở đó và lấy cái gương hạnh của vị A-la-hán đó làm cái tiêu chí để mình tu. Chứ không được mà lấy cái vị chưa đoạn tận tham dục. Đức Phật chỉ dạy bà là luôn luôn là lấy cái gương của vị A-la-hán, tại vì các vị đó đã đoạn được những mười kiết sử rồi. Cho nên chúng ta thấy được đó là cái thời nay như vậy. Chúng ta phải học giới thứ tư. Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ nơi sự thật chắc chắn, đáng tin cậy, không lừa gạt, không phản lại lời hứa đối với người, đối với đời. Cũng vậy, đêm nay và ngày nay, ta sống từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ nơi sự thật chắc chắn, đáng tin cậy, không lừa gạt, không phản lại lời hứa đối với đời. Về chi phần này, ta theo gương hạnh các vị A-la-hán và ta sẽ thực hành trai giới. Các vị thấy, học giới nào Đức Phật cũng chỉ lấy vị A-la-hán làm tiêu chuẩn, không có lấy vị A-na-hàm. A-la-hàm vẫn chưa đạt. A-la-hàm tôi rằng chỉ còn một đời cuối cùng là tam quả đó, là được cái, hoặc có vị, có thể là vị đó không tái sanh nữa, là trở lại nữa, hoặc có thể tái sanh lại một lần, nhưng vẫn chưa có được, Đức Phật vẫn không có cho.
phải lấy vị A-la-hán làm tiêu chuẩn. Kia bà Visakha phải lấy vị A-la-hán làm tiêu chuẩn. Con người vì cuộc đời sống mưu sinh mà bản ngã nên vì bản ngã nên sẵn sàng nói dối làm hại nhau. Vì một lời nói dối khiến vợ chồng lục đục, anh em chia lìa, đồng nghiệp bất hòa. Vì vậy, rất cần phải giữ giới không nói dối. Cái giới này chúng ta thấy không nói dối ở đây không có nghĩa rằng chúng ta phải là nói qua đâm thọc qua đâm lặp lại, mà trong lúc giữ, chúng ta phát nguyện giữ tịnh giới của bé con trai này, trong cái giới cái lúc mà chúng ta thực tập đó, trong 24 tiếng hồ, chúng ta cũng không có nói những lời đùa cợt, dù đó là người sang bên mình cũng không có nói giỡn. Tại vì khi nói giỡn là mình đi rơi vào cái vọng này là nó mất đi chánh kiến rồi các vị, mất đi chánh niệm. Phải giữ luôn không được nói chuyện, tại vì chúng ta thấy bữa nay mà vào tu á, hầu như hết với thầy nói rồi, với thầy mà buông cái mic ra một cái thì ở dưới đại chúng nói chuyện, không có giữ được chánh niệm. Quý vị bữa nào thấy đi vào đạo tràng nào cũng vậy, các vị coi thử, khi mà nghe tụng kinh xong một thời kinh, hoặc giả rằng nghe xong thời pháp, thì cái đạo tràng y như một tổ ong, có vậy không? Đó chính là cái chúng ta chỉ cần nói giỡn thôi, đùa vui cũng là một cái, tuy rằng chưa có nói dối đem lại cái sự hà khắc hay cái sự tổn hại cho nhau, chỉ nói như vậy thôi là đã mất chánh niệm rồi. Đó là một trong những cái nói phím rồi, mà nói phím ở trong đây cũng nằm trong học giới của nói láo. Vọng ngữ, ái ngữ, tà ngữ, ủy ngữ đều là nói láo hết, chứ không phải là đơn thuần chúng ta nói láo đâu. Và có những học và có những khi chúng ta được phép nói láo, nói sai sự thật mà đem lại cái lợi ích cho mình, cho người. Còn nếu mà chúng ta nói sai sự thật mà đem lại cái sự tai hại cho mình, cho người, thì chúng ta rơi vào cái vọng, nói vọng ngữ. Các vị, cái câu chuyện mà bữa như thầy kể rồi đó, một bà mẹ đang bệnh tim, một đứa con dâu ở nhà, và đứa con trai đi làm về, vô tình đứa con trai nó bị một tai nạn đang trên đường về, thì bệnh viện gọi về, người con dâu không dám cho người mẹ hay. Nếu cho người mẹ hay thì người mẹ vì cái tính thương con, cái sự thương con đó, người mẹ sẽ chết trước người con, lên cơn tim là chết liền. Chính vì vậy cô nói rằng không có gì hết, và đơn thuần là cô xin ra ngoài, cô kêu mẹ ở nhà, cô xin ra ngoài thôi. Nhưng mà thực chất cô đi bệnh viện để cô nuôi chồng. Nếu mà cô mà nói mẹ ơi, chồng con bị tai nạn rồi, thì bà sẽ sắp lên cơn tim, bà chết trước ông người con nữa. Và nếu mà mình mà giữ, các vị thấy cái đó là cái nói láo nó mang lại sự lợi ích. Chính vì vậy, nếu mà cái đó là chúng ta thấy, nếu mà chúng ta mà giữ mà phát nguyện tu học đó, thì những cái này chúng ta tuyệt đối không được. Cực bất đắc dĩ mà đem lại lợi ích cho số đông thì chúng ta mới nói, còn không chúng ta cũng không được. Và cái thứ hai nữa là chúng ta phải tuyệt đối không được, trong lúc khóa tu đó phải luôn luôn giữ chánh niệm, không được mất chánh niệm. Mất chánh niệm là mất công đức. Trong kinh Di Giáo nói mà, mất chánh niệm là mất công đức. Phải giữ chánh niệm xuyên suốt 24 tiếng đồng hồ. Tại vì mình người phàm phu, mình buông ra cái học pháp, cái ví dụ như mình buông lời kinh thì trong tư tưởng mình nó nghĩ khác liền. Mình buông ra cái lời nghe giảng của quý thầy, tư tưởng mình nó nghĩ khác liền, nó tư duy khác liền. Cho nên Đức Phật phải dùng một cái gì đó, một
là trụ vào hơi thở, hai là trụ vào danh hiệu Phật. Nếu mà giữ được cái chánh niệm Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cũng là chánh niệm. Chánh niệm đó nó thuần tịnh rồi nó sẽ đưa mình vào định. Và hai mình quán niệm hơi thở, mình ngồi đó. Tại sao? Mình sắp xếp cả một mấy ngày trời, một tháng trời, mình mới có được một ngày mình tu 24 tiếng đồng hồ, phát nguyện thọ trì trai giới, mà mình đến luôn rồi mình không tu được gì hết. Bước ra cái là nói nhảm, nói xàm, nói xí, rồi cuối cùng là không có được cái kết quả. Thì như vậy cái sự sắp xếp của mình nó uổng phí, và tu cũng chẳng đem lại lợi ích gì. Có mà, có hay không chỉ một cái phước báo rất là nhỏ đối với bản thân mình, là thân không làm ác. Có những cái thân mình ở trong cái chùa thì không có làm ác, không có vánh lộn, không có vánh lộn được, không giết hại được. Cho nên như vậy thôi. Cho nên chúng ta thấy rằng bây giờ cái việc mà nói ở trong đạo tràng nó rất là nhiều các vị. Cho nên khi các vị tu phát nguyện rồi, chúng ta phải luôn luôn chú tâm và luôn luôn quán niệm cái này. Không được, đã phát nguyện rồi thì không được. Không được nói, dù cái đó nói giỡn hay nói chuyện cũng không được. Cần thiết mới nói, không cần thiết không nói. Những vị thầy thời Đức Phật đó, biết ngài á, không có nói chuyện. Có một lần mà Đức Phật đi vào cái khu vườn của ba anh em, mà ba anh em ở đó. Khi mà cái vị, những cái vị này mà muốn nói gì á, cực lắm thì các vị mới nhờ. Mà nhờ bằng cách nào? Không phải huynh ơi, tới làm tôi cái này. Không có như vậy. Đưa bàn tay lên thì cái mấy huynh kia biết là có người là đang nhờ, thì đến thì họ hiểu ngay ra là phải làm việc này. Không nói, không có nói. Lúc nào họ nói? Lúc ngồi lại bàn luận về chánh pháp, bàn luận về sở tu, bàn luận về sở chứng, và lấy cái đó làm một cái tiêu điểm nền tảng để họ làm, để mới nói. Còn không là không nói chuyện phím. Tu nghiêm túc như vậy thì mình cũng phải học theo các ngài. Mình tu 24 tiếng hồ thôi, cả ngày tu một đời, ngài không nói chuyện, không gì hết. Còn mình tu 24 tiếng hồ, mình đã phát nguyện cái này cho nó tròn đủ. Vào trong đạo tràng, người ta nói chuyện, chuyện của họ. Đó là vấn đề của họ, không phải vấn đề của mình. Nếu họ mình nói chuyện nữa thì mình với họ là một. Ăn cơm chánh niệm cũng vậy. Kêu đừng có không nói chuyện, mà vừa ăn muỗng lên thì muỗng để xuống thì miệng nhai mà vẫn nói. Đó là một cái tôi rằng có tu đó, đến chùa đó, nhưng mà cái sự thù thắng lợi ích nó không có. À, chúng ta chú trọng điều này ha. Phải luôn luôn chánh niệm trong suốt 24 tiếng hồ, dù đó là mình nói chuyện thôi, không cần phải đây phải nói láo, chỉ nói chuyện thôi. Mắc chánh niệm là anh ta đã tổn phước báo rồi, huống chi chúng ta là đi nói láo nữa thì nó tổn phước đến khi nào nữa. Mà cái nghiệp của miệng phải nói láo thì nó đem tới không có ai sau này mình nói ra những việc gì á, người ta không có tin, mất đi cái niềm tin. Chưa tính là những cái hậu quả sau này á, à, và đời sau nữa, nếu mình nói mà nói đến cái cường độ mà làm cho người ta đau khổ, mà làm cho người ta phải tan nhà nát cửa, thì cái miệng của mình nói ra thì không phải như đóa hoa sen nữa, mà nói ra như là cái hoa chiên đàn á, thì ba làng chạy mắt, tuy là hôi quá đó, chứ không phải là như hoa sen. Giới thứ năm, cho đến trọn đời các vị A-la-hán từ bỏ rượu men, rượu nấu làm cho đắm say. Tránh xa rượu men, rượu nấu làm cho đắm say. Cũng vậy, đêm nay và ngày nay, ta sống từ bỏ rượu men, rượu nấu làm cho đắm say. Tránh xa rượu men, rượu nấu làm cho đắm say. Về chi phần này, ta theo gương các vị A-la-hán và ta sẽ thực hành trai giới. Các vị thấy, học giới nào Đức Phật cũng lấy gương của vị A-la-hán ra làm hết. Đoạn tận khổ đau rồi, đoạn tận sinh tử rồi, Đức Phật luôn luôn như vậy. Rượu, một người mà dùng vào dùng rượu thì cái người này đem lại cái nhân gì? Ngu si, mê mờ trí óc, không có kết quả.
sống cuồng trong đó. Như vậy thì cái nào là rượu? Không phải rượu là để chúng ta phải bắt buộc phải rượu này rượu kia, mà những cái chất nó gây say. Ví dụ trái cây lên men. Có những loại trái cây mà chúng ta ăn vào thì nó rất là ngon, nó không có gì hết, nhưng ăn nhiều thì nó say. Đó cũng là một cái cây say, nên tránh. Có những loại trái cây chúng ta ăn vào rồi thì không sao hết, nhưng dắt nước ra để 2-3 tiếng đồng hồ nó sẽ tự lên men. Uống vào nó cũng sẽ say. Còn thời Đức Phật thì những cái trái cây nó rơi, nó chín rồi nó rụng ở trên cái kẽ cây á, rồi xong cái mưa nó xuống, nó tụ lại. Khi mưa xuống tụ lại rồi, khi nắng nó táp vào thì đỡ như vậy 2-3 ngày sau tự nhiên cái chỗ đó lên men. Các có nhiều vị tỳ kheo thấy cái trái cây và gọi là không, Đức Phật chế là không được ăn phi thời, không ăn phi thời, nhưng uống thì được, có nghĩa là uống nước thì được. Các vị lấy cái nước đó uống nó say, tại nó nước trái cây có men, mà nó say rồi thì không làm chủ được thân, không làm chủ được tâm. Chính vì vậy những cái hậu quả mình sau nó sẽ sanh phát sinh. Còn người còn với lợi những cái vị tỳ kheo á, mà được uống những chất gây men là lúc nào Đức Phật có cho gọi là giá giới, có cho uống. Nhưng trước khi uống phải ra trước chúng tăng bạch rằng: kính bạch đại tăng, hôm nay con có bệnh. Bác sĩ bảo rằng bệnh đó kèm với lợ rượu, nó mới thuốc đó, lấy rượu làm thuốc, phải dùng rượu pha chế uống vào nó mới hết. Kính bạch đại tăng, cho con dùng. Thì chư tăng đồng ý, chấp thuận. Chấp thuận xong rồi, khi mình dùng một lần, hai lần, ngày thứ ba thì hết bệnh. Hết bệnh xong rồi, ra trước đại tăng bạch rằng: bạch đại tăng, con đã dùng rượu trong 3 ngày và con đã hết bệnh rồi. Hôm nay con xin bạch cho đại tăng rõ, và từ đây tới sau con không có dùng rượu nữa. Nếu con dùng rượu là con phạm vào giới như uống rượu. Thì cái này cũng vậy. Đức Phật kêu là các vị cư sĩ mà khi mà đã thọ giới bát quan trai rồi thì một giọt nếm môi cũng không được, trừ khi bác sĩ đến khám bệnh. Nếu mình trong lúc mình thọ mà mình bị bệnh một cái cơn bạo bệnh nào đó mà cái đường dẫn phải cần rượu, tại trong cơ thể mình có những chất mà nó cần rượu nó mới dẫn nhanh, cho chúng ta nhanh khỏe, cần rượu bác sĩ bảo, thì mình đối trước một vị thầy hoặc đối Đức Phật, mình phát nguyện cho con xin dùng rượu này để làm thuốc uống một lần. Mà nếu lần không hết, mình xin tiếp tục phát nguyện lần thứ hai, xong rồi mình nguyện là mình bỏ, thì như vậy thì được. Đó là giá giới. Còn nếu mà mình mà không có bệnh mà tự túc uống, tôi rằng không ai thấy, mình phát nguyện rồi mình uống đâu ai thấy đâu, vô phòng mình đóng cửa lại ai uống ai thấy, nhưng đó là đã phạm giới. Tuy rằng có tu nhưng mà nó không có kết quả, thậm chí nó còn phản tác dụng ngược nữa kìa. Cho nên Đức Phật dạy rằng không được. Thời của Đức Phật có vị cư sĩ cũng vậy, con có một trưởng giả rất giàu có. Trưởng giả là một người, trưởng giả này chúng ta có thể hiểu rằng là một vị đại gia đó, đại gia cái thời này đó, tiền của rất là nhiều. Có người con trai thì cả gia đình đều thọ trì tam vi ngũ giới hết. Một ngày nọ vì có việc đi xa cho nên người con trai xin phép cha cho con đi qua làng kế bên để kinh doanh buôn bán, gọi là thương gia đó, mua đồ và ở lại nhà của người bạn. Thì người cha mới nói rằng nhà mình có truyền thống của y Phật, cho nên dù đi đâu con không được, trong năm giới cấm nhà Phật không được phạm giới nào hết. Thì người con chấp nhận. Cha cứ yên tâm, con là Phật tử thuần thành mà, cha yên tâm đi, con giữ giới trinh nghiêm lắm. Khi qua đó rồi, người bạn thì là ông bượm nhậu, thấy người bạn mình qua rất là mừng, bày ra một bàn tiệc. Ăn á, thì người bạn người đó ăn,
con với trưởng giả ăn, mà khi nhậu thì cậu ta không chịu nhậu. Rồi cái người bạn nói sao? Tôi với bạn lâu lắm mới gặp lại, có gì đâu mà bạn phải xài, phải hôm nay bạn thoải mái thôi bữa đi, bạn dùng một chút xíu thôi, uống tôi một ly rượu thôi. Thì nó không, tôi đang giữ giới. Thì thấy người bạn này nỉ quá, mới nói thôi được rồi, tôi chỉ uống một ly thôi nha. Thì nghĩ là một ly á, nó không có cái gì mà nó không có đáng gì, cái ly nó đâu có đặc nhiêu đâu. Ừ. Mà rượu trái cây nữa, cái người bạn á khuyến dụ cho rượu trái cây. Thì uống một ly vào rồi sao? Rượu vào người thì tưởng nhập tâm, đúng không? Tưởng nhập tâm rồi thì việc gì xảy ra? Một ly, các vị biết rằng khi mà một ly đầu được thì ly thứ hai, thứ ba được. Uống xong rồi không làm chủ được, một ly là đã hoặc cần say rồi, phê rồi bắt đầu uống tới, uống một đội hết mồi trên bàn. Rồi nói người bạn mình đi toilet, đi ra bên ngoài thấy con gà của hàng xóm của một nhà kế bên, mà nghĩ trong bàn mình hết bàn nhậu nữa. Rồi sẵn đó khi có rượu rồi đó, người ta rất là dạn dĩ, không có sợ. Lúc đó là làm cho tâm trí nó mê mờ, không còn nghĩ cái gì là giới, cái gì là pháp nữa hết. Giới nó không còn nữa, trong đầu chỉ có là rượu và thịt thôi. Bắt con gà của hàng xóm đi vặt lòng và tiếp tục nhậu. Mà khi cái bắt con gà xong rồi, cái người hàng xóm đó lại mắc con gà đi kiếm. Thì đi qua đây gặp cái anh này, anh thanh niên con trưởng giả này, thấy như vậy, khi cái tủ vào người rồi, lúc này sắc cái dục nó khởi, nhìn thấy cô gái đẹp, hãm cô gái luôn. Khi hiếp cô gái xong rồi, còn chưa có xong, về nhà hỏi, tại các vị biết cái thương cái thời đó, cái người giai cấp trên và giai cấp dưới đó, họ giai cấp dưới không dám kiện giai cấp trên đâu, cho nên họ có thể họ làm những việc đó. Khi mà về nhà cha hỏi, con qua đó con có phá giới vậy không, con có giữ giới trên như vậy? Có, chính vì một cái ly rượu thôi mà ông đã phá luôn cả năm giới sát đạo, dâm vọng, nói láo. Từ đó ông bệnh, ông sanh ra những cái chứng bệnh nó rất là khó chịu. Và khi ông cha đó ông biết được cái người con mình van đó ăn nhậu xong rồi phạm vào cái giới dâm nữa, nó về nhà nói láo nữa, ông từ luôn. Và cái người con này bị vào vòng cái lao lý của vua chúa thời bấy giờ, nó trả cái quả liền các vị. Chúng ta thấy, chúng ta cho nên á, rượu là một chất nó không tốt sức khỏe. Nếu bệnh thì có thể một hai phần chúng ta trị bệnh được, làm thuốc thì được, còn nếu ta dùng nó thì không được. Mà đối với những người bình thường mà đã thọ trì bát quan trai giới, tuyệt đối một giọt cũng không dính môi, dù đó là rượu nho, rượu men, hoặc là dù đó là cái gì hôm nay chúng ta thấy mọi người thường ăn cái gì đó, cái gì nếp lên men gọi là cái gì á, à cơm rượu, cái đó đó, cái đó thì chúng ta phải càng nghiêm cấm nữa. Nó không tốt, tuy rằng không có say, nhưng nó làm cho ta nó phê và nó mơ mờ lằng lằng cái tâm trí mình, cho nên đó tuyệt đối một giọt cũng không được đụng, là chúng ta mới giữ trọn giới đó. Và phải biết rằng mình rất khó khăn mới thọ được những cái giới này, trong 81 giới và trong 24 giờ rất khó khăn. Mà mình phạm một cái là mình đánh mất đi những cái gì trước đây mình đã có, nó làm đi nó phá hết, rất là uổng phí. Cho nên chúng ta phải biết như vậy, tại đây là cái giới giải thoát mà. Tất cả những cái 81 giới này đều đưa đến giải thoát hết. Học giới thứ 6, cho đến trọn đời các vị A-la-hán ăn một ngày một bữa, không ăn ban đêm, không ăn phi thời cũng vậy. Đêm nay và ngày nay ta sống, ăn một ngày một bữa, không ăn ban đêm, không ăn phi thời. Về chi phần này ta theo gương các vị A-la-hán và ta sẽ thực hành trai giới. Thời của Đức Thế Tôn là chỉ ăn được một bữa thôi các vị. Chỉ ăn được một bữa thôi. Bóng mặt trời mà lên thì cỡ này, mà chúng ta đứng mà cái bóng nó không có nghiêng, đứng ra ngoài trời mà cái bóng mình nó đâm thẳng xuống là không có bóng nghiêng bên thì chúng ta vẫn còn được quyền ăn, mà bóng nó nghiêng lệch một bên không được ăn nữa.
Khi bóng nghiêng một lệch bữa là không được ăn nữa. Bóng nghiêng về, bóng mặt trời thì đây lên sẽ phản chiếu về lại, chúng ta thấy bóng phía trước mình, không được ăn nữa. Là quá ngọ, quá ngọ là không ăn, ăn thì phạm vào phi thời. Nhưng các Đức Phật cũng chế cho La Hầu La được ăn phi thời, còn nhỏ được ăn thêm một phần nữa. Ở trong đây chúng ta thấy bây giờ thì chúng ta ăn như vậy không được, nhưng Đức Phật vẫn có chế ra một cái giới gọi là ăn buổi sáng, gọi là điểm tâm. Và khi mà cái giới này á, Va Minh nó truyền đi ba các nước về phía Bắc, phía trong đó có Việt Nam, rồi Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, thì chế thêm một cái giới nữa là dược thực. Dược có nghĩa là thuốc, thực là thức ăn. Lấy thức ăn làm thuốc, trị căn bệnh, bệnh đói. Đói cũng là một loại bệnh các vị. Nó là một loại bệnh. Dùng thức ăn để làm thức ăn. Cái đó là mình khi mà buổi chiều ăn á, phải có lòng hổ thẹn. Phải thấy đó là thuốc, mình mới ăn. Thấy đó là thuốc để ăn thì được. Còn nếu ăn trên cái sự hưởng thụ, trên sự khoái khẩu thì đã phạm. Nó như vậy. Còn thời Đức Phật thì không có, Phật chỉ một bữa thôi. Tại vì sao? Khi mà các vị ăn xong rồi, ra vào gốc cây thực tập thiền, ra một cái nơi tịnh, một cái ngôi nhà trống thực tập thiền. Chính cái chất liệu này gọi là thiền diệt vi thực, nó làm trưởng dưỡng cái đạo tâm và cái năng lượng mình nó không mất. Thầy chắc chắn điều này, các vị làm là được. Trước đây á, thầy ở trên thác, trên núi á, thầy thực tập. Các vị tính một ngày thì ăn chỉ có 8.000 thôi. Một ngày ăn có 8.000 thôi, 2012. Thời đó là tiền vật chất thì nó cũng rất là có tiền rồi. Nó có gọi là nó phổ biến rồi đó. 2012 là tiền nó phổ biến rồi. Nhưng gạo bây giờ lúc này là 10.000 một ký. 10.000 một ký. Mà thầy ăn vừa một lon gạo đó thì ăn được 4 lần. Có nghĩa là một lon gạo là mà ăn được 4 lần. Chia ra. Có nghĩa là một buổi sáng thì ăn chỉ có mấy muỗng thôi, trưa cũng vậy. Cho nên không có đói, chỉ ngồi và niệm Phật hoặc là mình tỉnh tọa nó không có đói. Chính thầy biết chắc chắn một điều rằng cái thiền diệt vi thực đó nó nuôi chất liệu cái tâm thức của mình, nuôi chất lượng cái mình. Nó làm mình không có đói. Tại vì sao? Năng lượng mình sở dĩ mình đói là do đâu? Do mình suy nghĩ quá nhiều, nó tiêu hao đi cái năng lượng của nó trong người mình. Nó tiêu hao rất là nhiều, nó đốt đi năng lượng mình. Cho nên mình mới đem đến cái sự đói mà cần bổ sung vào, ăn để bổ sung. Không có chất liệu tu thì ăn bổ sung. Còn có chất liệu tu rồi thì chính cái chất liệu đó nó nuôi dưỡng, làm cho mình không có đói. Chẳng qua mình ăn cho khỏi bị đau bao tử thôi, chứ không có đói nha. Rất là khó đói. Cho nên thời đó các vị, mà các vị thánh tăng A-la-hán nữa, nếu các vị có thể, các vị chỉ trong vòng 14 ngày các vị không ăn không sao hết. Chẳng qua các vị đi ăn khắc thực hàng ngày là làm gì? Để kết pháp duyên với tất cả chúng sanh và nương theo đó là truyền Phật pháp. Có nghĩa đến đâu dạy được các vị cứ dạy, truyền được nhà tín chủ đến là phú chúc, là dạy chẳng hạn như gặp một vị thí chủ ở đó, các vị đi khắc thực gặp vị đó khó khăn, hỏi thầy ơi, con hôm nay con gặp những vấn đề vậy, thầy có thể cho con một lời khuyên không? Thì chính cái chỗ đó các vị mới thuyết pháp cho tín chủ nghe. Thuyết pháp xong rồi phú chúc là đi kết pháp duyên với lợi tất cả chúng sanh, chứ không phải là các vị vì cái thức ăn, việc đói mà đi ăn. Không có điều đó. Trong kinh để là các vị thánh tăng A-la-hán đều là những vị đã chứng được cái gì? Cái pháp thân. Pháp thân này có thể ngưng ăn, có thể ăn. Đừng nói là các vị A-la-hán, các vị đã đi vào những gọi là các cái thiền thứ phi tưởng thiền thứ rồi diệt thọ tưởng định đó. Diệt thọ tưởng định là các bạn đã ngồi trụ tâm vào đó, hơi thở không còn, thân xác không còn, nhưng vẫn còn cái tâm thức nó lưu chuyển, là các vị đã không có ăn uống rồi, nhập thiền bao nhiêu ngày cũng được. Huống chi là các vị là thánh tăng A-la-hán, các vị càng nhịn ăn không sao hết. Vì đi khất thực, ăn mỗi ngày như vậy là đi kết pháp duyên với tất cả buôn làng.
Ngõ ngách đều là truyền bá Phật Pháp hết. Chúng ta phải biết như vậy. Còn những vị chưa chứng quả thì Phật khuyên ăn mục, phải nên ăn. Ăn để làm gì? Chưa chứng quả thì những cái lậu hoặc nó vẫn còn. Lậu hoặc còn thì phiền não nó còn. Mà phiền não còn thì cái thâm nó không đủ cái chất liệu để nó nuôi dưỡng. Chính vì vậy phải cần ăn. Ăn để có các cái dinh dưỡng đi vào để tiếp tục tu học. Nó như vậy. Còn chúng ta ăn bây giờ, sáng thì điểm tâm, trưa thì ngọ trai, chiều là dược thực, ăn ngày ba bữa, đúng không? Ngày đủ ba luôn, thiếu một bữa là khóc á. Nhưng ăn phải có sự hổ thẹn. Ăn để mà sống, chứ không phải sống để mà ăn. Người thế gian họ một ngày họ chỉ nghĩ đến làm ngày mai ăn món gì thôi. Họ làm ngày nay, họ nghĩ ngày mai ăn cái gì. Và họ sống một ngày như vậy, họ chỉ đủ cái thức ăn để cho khoái khẩu cái hương vị, cái vị và xúc của họ thôi, vị giác thôi. Còn chúng ta ăn là để nuôi thân mạng, nuôi thân mạng để làm gì? Lấy cái thân mạng để làm vứt thuyền, để đi qua sông. Chúng ta đang ở bờ mê là dùng nó để đi qua bến giác. Nó như vậy thôi. Không được đắm nhiễm. Đắm nhiễm vào là chúng ta bị dính mắc. Dính mắc thì chúng ta bị trôi lăn sinh tử. Nó vậy thôi. Đó. Cho nên chúng ta, còn người mà đã thọ bát quan trai giới thì Đức Phật chế có thể ăn được hai thời, sáng và trưa, chiều cũng được ăn nếu giữ trọn vẹn. Mà có thể uống nước mà gọi là nước ép trái cây mà không có chất men đó. Ví dụ như ép mà không có cái cặn bã nha, ép phải dùng ở cái lược, hoặc là nước cơm cũng vậy, nấu nước cơm phải dùng ở lược, không có cặn bã đó. Nước cặn bã mà mình có thể nhai được thì gọi là thức ăn. Còn uống mà nó không có cái cặn bã và uống nó y như nước á, thì chúng ta được. Cho nên có những vị người ta chiều mà tu á, ta sẽ uống sữa. Sữa mà sữa thực vật nha, chứ không phải sữa động vật nha. Sữa động vật là không được. Sữa cơ thực, động vật phải kiêng kỵ nữa. Đó là cũng giới trộm nha các vị. Trộm. Trộm đi cái sức lao động của cái con bò. Mà con bò này nó nuôi thế nào? Nó sẽ khoác một lũ bên hông, rồi nó nhắc cỏ vào, nó có van đóng lại. Các vị thấy chưa? Nó dùng, tại vì cái con bò nó không đủ cái sức khỏe, nó ăn không nổi nữa, mà nó dùng một cái máy, nó xay hết tất cả những cái nào là cỏ, nào là cám, nào là thức ăn, nó xay hết trong đó, xong rồi nó mở cái van ở trên hông con bò ra, ngay cái bao tử nó đặt vào cái ống thẳng bao tử luôn, rồi xong cái đó đưa thẳng đó, nó nhét cái ăn vào, nó đóng van lại, rồi xong, để cho con bò tự hóa, là phát sinh ra sữa. Mà trước khi con bò nó sanh thì nó phải mang thai. Những con bò mà nó có sữa thì những bò đó nó đã sanh rồi. Tại sao không có con? Con nó giết, bỏ sau lưng á, nó giết hết. Nó lấy những con tốt thôi, những con xấu nó giết hết, con đực nó giết hết. Nó giết bỏ hết. Có chỗ thì nó làm xúc xích, còn có chỗ thì nó giết xong rồi nó bỏ xuống cái hầm ở phía sau cái trang trại. Mỗi trang trại nó có cái hầm phía sau á. Nó trong cái hầm đó là hầm axit. Và vôi, nó thằng đó nó tự phân hủy. Các vị thấy nó cường độ cỡ nào chưa? Cho nên người mình tu cũng hạn chế. Sở dĩ vì sao hôm nay những cái người con á, thầy nói luôn cái điểm này cho chúng ta hiểu chút xíu ha. Sở dĩ vì sao những người con cái thời bây giờ đó nó không thương cha mẹ? Vì đâu? Vì cái nó dùng á không phải là chất liệu từ người mẹ của nó, không phải sữa từ người mẹ của nó. Mà sữa từ ai? Từ con bò. Con bò là mẹ của nó. Nó lấy từ sữa con bò mà. Các vị nên biết cái tác ý của con bò, tất cả những cái gì nó tác ý vào, nó đưa nó da vào trong cái huyết của nó hết, đường sữa nó hết. Người mẹ mà khi mà sanh con mà nóng lên đó, mà gây lộn với chồng, cho con bú, người con chết tức tưởi. Chất liệu từ sữa nó biến thành chất độc. Cái việc này có rồi. Xảy ra trên có rồi không phải không? Hai vợ chồng để gây lộn, đứa con khóc, bà vợ tới ẩm con cho bú, đứa con mấy tiếng hồ sau chết. Bác sĩ khám ra đứa bé trúng độc, mà trong khi đó không ăn gì hết, mới cho uống sữa thôi. Đó. Còn hôm nay chúng ta cho những đứa bé nó dùng sữa Mỹ gì, sữa tăng trưởng chiều cao, nó tăng riết, nó tăng động luôn. Trẻ em bây giờ rất là tăng động. Vì đâu? Vì của những con bò đó. Rồi chưa tính cái chất liệu bữa nay, cái này là góc nhìn thực tế, chưa tính chất liệu bữa nay, những cái đứa trẻ nó bị dậy thì sớm nữa. Vì đâu? Những con bò của nó chỉ mới có mấy tuổi dậy thì thôi, 7 tuổi, 8 tuổi dậy thì. Con bò đó nó gọi là 2-3 năm. Con người cũng vậy. Những chất liệu nó tiếp vào, nó gia trì, uống vào, hàng ngày nó uống vào như vậy.
thì chính nó lấy từ những cái chất liệu con bò nó đưa vào trong đó. Thì cái tuổi dậy thì rất là sớm, không có gì phải lạ hết. Cho nên nói gì nói, ngày xưa cha mẹ vẫn cho sữa uống là tốt nhất. Thầy ngày xưa ở đâu có sữa bò uống đâu, tôi uống nước cơm không các vị. Bà già mà nấu cơm là ở đây mừng víu rồi. Ba đứa em, bốn đứa em, mình là anh, nhưng mà vẫn ngồi đó còn nhỏ mà. Mấy người em như vậy, mỗi người cầm cái chén. Nó nấu cơm thì chỉ có hai, bốn lon gạo thôi, mà nước thì đầy son. Để làm gì? Để có nước cho con nó uống. Có khi thì pha chút muối vào uống, có khi thì có miếng đường uống. Nó như vậy đó, nhưng mà nó vẫn khỏe. Đôi mắt bên đây nó vẫn sáng, nhìn xuống kia con thấy chữ đàng hoàng. Còn bữa nay chỉ nhỏ bên đây mới có 7 tuổi, 2, 1 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi, nó đeo kính hết trơn rồi. Vì đâu? Chúng ta phải nhìn nhận rõ cái sự này ha. Đó, uống sữa cũng là một cái giới trộm cướp, khuyết trộm. Cho nên không phải các việc ngưng uống, thầy không có khuyến khích ngưng uống, nhưng hạn chế uống. Uống những lúc mình cần thiết, và khi uống phải quán tưởng rằng đây để là một liều thuốc để cho giúp mình vượt qua cái cơn suy nhược này, và uống xong là ngưng. Thầy cũng rất ít uống sữa, nhưng lúc cần thiết thầy mới uống. Mà thầy ở tha số thầy uống, khi trước khi thầy uống cái sữa gì á thì thầy phải đọc cái thành phần của nó cái gì. Có động vật thầy không uống, thực vật thầy mới uống. Mà hôm nay sữa thực vật rất là nhiều, chứ không phải không, thầy đang uống sữa nhưng mà sữa thực vật. Cho nên chúng ta phải biết lựa chọn. Bữa nay thức ăn chay á, mà giữ giới nó rất là nhiều, mình đừng có sợ. Bữa nay không có người suy dưỡng đâu, bữa nay người chết vì ăn quá nhiều thì nhiều, chứ người chết đói không có các vị. Ăn quá nhiều cho nên chết, và trúng thực chết. Chứ còn nói mà chết đói thì điều này nó không có. Trong xã hội hiện đại bây giờ là không có thể nó xảy ra được. Giới thứ bảy, cho đến trọn đời các vị A-la-hán tránh xa, không xem múa, hát, nhạc, diễn kịch, không trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang. Cũng vậy, đêm nay và ngày nay, ta sống tránh xa, không xem múa, hát, nhạc, diễn kịch, không trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang. Về chi phần này, ta theo gương các vị A-la-hán và ta sẽ thực hành trai giới. Hương liệu nó làm cho con người ta say đắm. Mà cái thời của Đức Thế Tôn á, mà bên Ấn Độ á, các vị biết, họ là bị cái đó là nhiều nhất. Họ dùng chất liệu gọi là cái hương tẩm á, mà họ xích cho người rất là nhiều. Họ dùng toàn là những cái nước hoa rất là nhiều. Hôm bữa cách đây năm rồi, thầy có xem một cái video clip của một cái cô người Thái Lan mà phát tâm xuất gia, không biết xuất gia vô duyên. Cô là một người diễn viên nổi tiếng ở Thái Lan, không biết cô xuất gia vô duyên hay cô xuất gia luôn, nhưng mà lúc mà bắt đầu thế phát xuất gia đó, những cái người mà người ta gỡ cái vòng hoa mà những cái trang sức trên người của cô á, thầy ngồi thầy xem ha, hết 5 phút mà vẫn còn thấy gỡ. Họ gỡ mà lúc mà thầy xem cái video á, thầy thấy họ đeo gì mà từ ở trên đầu tới chân luôn các vị. Chỗ nào họ cũng đeo. Mà gỡ xong hết là gỡ từng cái chi phần mà chích trên tóc nữa. Thầy thấy 5 phút rồi mà vẫn chưa gỡ xong cô. Cho nên á, họ bị lạm dụng vào đó quá. Cho nên những cái trang sức mà bên Ấn Độ họ trang sức rất là nhiều. Chứ không phải như mình đây rất đơn giản phải không? Ai mà có thì đeo một cái chiếc nhẫn, cái đồng hồ, không bông tai hoặc sẽ chuyền hết. Còn họ không có. Họ đeo sao từ trên vai này xuống tới đây, từ cổ xuống tới đây, từ đây xuống tới đây, xong rồi xuống chân trên đầu nữa. Chỗ nào cũng đeo hết. Đeo như vậy đó. Chính vì vậy Đức Phật mới chế không cho làm những cái này. Bà Visakha này bà rất là hay. Bà hay một điều là khi mà bà ở nhà, bà trang sức đồ rất là lộng lẫy. Bà trang sức đồ rất là đẹp. Trên người bà toàn là đồ quý không? Mà khi mà bà đến tịnh xá, trước khi bà đến tịnh xá, bà tắm sạch sẽ hết, bà không mang một cái gì trên người hết. Bà Visakha, Đức Phật tán thán bà mà. Bà rất là hay. Bà sống đời sống phạm hạnh nó y như là các vị thánh ni vậy. Hai cái vị ni binh khắc sĩ đó. Trong giới đoàn của Hoàng hậu
Mahapati hả? Cùng với công chúa và vua Đà La đó, các vị thấy. Cho nên mà thấy mà dầu thơm muốn vậy, cái thời trang cái thời đó là đã nó đã thịnh hành rồi, thời trang trang sức nó thịnh hành ghê lắm. Son môi được cũng vậy nữa. Cho nên không biết ở bên sao chứ anh thấy các vị Phật ở đây á, về Trung Hoa rồi đó, họ vẫn có những cái kẻ môi kẻ mắt á, để cho làm tăng đi cái nét đẹp. Mình không có cái điều này, mình không có phải là mình phản bác gì, nhưng cũng vừa phải thôi, đúng không? Mình làm sao cho vừa nhìn ta thấy vừa được thôi, chứ không phải là mình làm lòe lẹt lên thì nó rất là mất hay. Đối với một người đi chùa nữa, mà đi chùa rồi còn giữ giới nữa thì càng không nữa. Các vị thấy bữa nay đi chùa có nhiều Phật tử không biết là họ đến chùa vì mục đích gì. Họ ăn mặc hở hang vào chùa, kiêng nhất là những cái đó, ăn mặc hở hang mà đi đến chùa thì nó càng không tốt, nó không hay nữa. Cho nên á, cái phước nó có đầy đủ hết nha các vị. Cái phước của cái nào thì nó có cái đó. Ăn mặc thế nào á, nó lối sống thế nào, thì khi mà chúng ta tái sanh á, không có lối sống như vậy, đời sống tiếp theo đó nó sẽ cho mình một lối sống khác. Nó tương thích. Phước của cái cánh tay thì nó sẽ có họ, họ cánh tay thì có họ cánh tay đời sau, phước của cánh tay có phước cánh tay đời sau. Nó có đầy đủ hết tất cả nhân duyên trong đó. Cho nên chúng ta mà đi lên thiền viện Trúc Lâm á, sư ông để ở dưới á, một rủ là không được mặc những cái đồ ngắn để đi lên, đúng không? Thiền viện Trúc Lâm á, mà kế bên là có những gì, có những cái miếng như là cái miếng y gì đó, miếng vải á, để quấn qua. Những người nào mà họ đi tham quan, mà lỡ đi tham quan mà không, họ đi cái gì thời trang mà Đà Lạt lại lạnh nữa, vì thời trang mà quên thời tiết, lạnh muốn chết mà mặc đồ nó mỏng dánh. Cho nên mà đôi cái lúc đó, mặc ngắn nữa, cho nên để một đống đồ đó quấn ngang qua rồi đi lên đảnh lễ Phật. Đó là lối trang nghiêm. Còn mình là người Phật tử thì khác, phải trang nghiêm. Cho nên đó là Phật tử thôi. Còn nếu ta là phát nguyện thọ trì giữ 8 điều học giới thì chúng ta phải tuân thủ càng không càng tốt. Có nghĩa là mình viết 24 tiếng hồ, mình không trang điểm gì hết, và mình sạch sẽ, mình sống một cái đời sống nó phạm hạnh chân chánh y như những người xuất gia, thì chính những tư duy đó nó hội tụ đủ, nó mới sanh được phước báo. Còn mình không có được những tư duy đó thì phước báo mình nó không có, chỉ phước hư lậu chút xíu thôi. Tí nữa chúng ta sẽ học tới là 3 loại thọ giới, giới như ngu, giới như ni cần tử, rồi giới như Phật pháp. Tí nữa thầy sẽ nói đến đây. Học giới thứ 8: cho đến trọn đời các vị A-la-hán từ bỏ giường cao, giường lớn, tránh xa giường cao, giường lớn. Các vị ấy nằm trên giường thấp, trên giường nhỏ hay trên đệm cỏ. Cũng vậy, đêm nay và ngày nay, ta từ bỏ giường cao, giường lớn, tránh xa giường cao, giường lớn. Ta nằm trên giường thấp, trên giường nhỏ hay trên đệm cỏ. Về chi phần này, ta theo gương các vị A-la-hán và ta sẽ thực hành trai giới. Các vị biết trong trong nhà Phật á, cái mà của quý thầy nằm á, gọi là cái đơn đó nó cao bằng cái ghế này, cao bằng ghế này thôi. Ngồi mà hai cái chân của mình, cái bàn chân và cái gót chân nó đụng đất á, thì được, không phạm giới. Mà ngồi mà nó cao hơn cái ghế mà để nhón gì á là không được, phạm vào cái điều luật, gọi là cái điều học giới chứ không phải là giới nha. Điều học giới gọi là 100 pháp chúng học của bên quý thầy đó. Cho nên á, mình cũng vậy, tại vì thọ cái này là mình biết mình đang thực hành theo cái giới của người xuất gia, mình phải từ bỏ, hoặc mình nằm dưới đất. Cho nên các vị mà đi tu ở chùa thì các vị nằm dưới đất thì cũng đúng, hợp. Còn bữa nay mà về nhà mình á, nói về nhà mình giữ giới rất là khó. Nhà mình ngủ niệm không à, niệm kim đan cũng chưa có xi nhê, đúng không? Bữa nay niệm mà niệm kim đan các vị đâu chịu nằm đâu, niệm mà cũng phải có thêm miếng thảm trải lụa nữa mới chịu, nó êm thiệt là êm mới chịu.
Mà khi mà chúng ta đã dùng cái chất liệu lụa đó, đó thì chúng ta đã phạm vào giới sát rồi. Lụa từ đâu mà có? Hả? Từ tơ tằm đúng không? Cái vị thấy nó làm tằm chưa? Những cái con sâu á, khi mà nó ăn tằm, ăn dâu xong rồi, nó kết thành cái kén. Cái kén này là những sợi tơ. Sợi tơ nó sẽ bao bọc như là những cái mạng lưới nhện vậy đó, bao bọc thành một cái bọc của nó. Và bên trong của cái kén á, là con nhộng. Cái con nhộng nó khởi sinh trong đó. Chính vì cái đó để nó ấp ra cái con sâu hoặc con bướm. Thì những cái tơ đó nó cục thế này. Nó làm gì? Khi mà nó sanh ra cái đó, nó cuốn cái con sâu, nó cuốn thành con nhộng rồi đó, bắt đầu nó sẽ lấy hết tất cả những con này, nó bỏ vào trong nước sôi, nó nấu. Nấu xong rồi nó đánh tơi ra, rồi mới tước lụa. Mỗi một cái cánh nhộng như vậy á, nó bằng ngón tay như thế này nè, các vị. Mà nó nấu như vậy không biết bao nhiêu nghìn con. Một cái miếng áo mà chúng ta nạp mặc á, mà mặc của lụa đó, chúng ta không biết mặc bao nhiêu cái thân xác của chúng sanh trong đó, bao nhiêu sự hy sinh của cái con nhộng trong đó. Đó là một cái, tại vì nó êm, vải đó nó êm, nó làm mềm mịn, làm cho chúng ta say đắm, tham đắm vào đó. Mà khi đã tham đắm vào thì chất liệu tu nó không còn nữa. Hưởng thụ thì cái chất liệu tu nó mất. Tại vì mình đang hướng đam mê vào trong cái đắm nhiễm mà. Đắm nhiễm vào thì mất đi cái chất liệu tu thôi, mất chánh niệm liền, rơi vào chánh niệm. Nó không còn chánh niệm nữa, rơi mất rồi. Đó, cho nên á, giường cao, giường thì không được cao, nệm thì không được êm. Cho nên quý thầy nằm sao? Cái đơn bằng đây qua đây nè. Bây giờ chỉ có một số quý thầy lớn á, thì với ngài làm việc nhiều á, cho nên mới nằm cái giường rộng thôi. Còn quý thầy á, đa số là nằm ở đơn. Hiện tại thầy cũng vậy thôi. Nằm ở đơn từ đây 80, đúng rồi, 80. Cỡ này thôi. Các vị ngồi sao? Còn ở đơn ở ngoài quê thầy còn thấp hơn nữa. Nó còn gần nữa. Nó chỉ có từ đây tới đây thôi. Nó 50 thôi. Cái đơn thầy ngủ ngoài quê đó, chùa quê đó, nó rất là nhỏ. Không có ai lên nằm được. Ta nói nằm nó té. Mà thầy nằm mấy năm nay đâu có té đâu. Không có té. Tại vì khi cái người tu đó, nằm không phải nằm như các vị. Mình nằm thoải mái ra chẳng này kia rồi. Nằm nghiêng. Nghiêng vào hướng phải, gác đầu lên, nằm nghiêng, ngủ á. Mà khi mà mỏi quá thì chúng ta nằm ngửa, nhưng mà cái chân phải thụt lại và chân thẳng ra. Và chân này thẳng ra, chân này thụt lại. Nó luôn như vậy. Cái oai nghi, ngủ cũng phải có chánh niệm oai nghi nữa. Chứ không phải là nằm cái này ngủ giỏng cẳng đâu. Đó. Cho nên chúng ta cũng vậy. Cái lối ngủ nó cũng phải giống với người xuất gia. Mình là người tu, mình phát nguyện sống đời sống của người xuất gia mà. 24 tiếng hồ một ngày một đêm phải thực tập y như vậy. Nằm thành là nghiêng phải. Nằm mà không được nghiêng phải mà mỏi quá thì nằm bình thường vậy. Nhưng một chân thụt lại, một chân thẳng. Một chân co, chân thẳng. Mà chân này mỏi quá thì thẳng ra, chân kia co lại. Luôn luôn thay đổi như vậy. Mới đúng thầy cô ơi nghi. Và không bao giờ tế các vị. Cho nên mình phải thực tập như vậy. Khi mà mình nghiêng qua, mình cảm giác mình vẫn tỉnh giác. Và lúc này mình giữ chánh niệm liền. Một người mà học Phật mà có chánh niệm, họ an trú vào trong đó rất là nhanh. Cho nên cái người tu họ rất là tỉnh táo. Tỉnh táo là sao? Một tiếng động nhẹ qua, nghe liền. Nó nhạy cảm lắm. Rất là nhạy. Cho nên chúng ta là người mà phát tâm, phát cái Bồ Đề Tâm mà để chúng ta thực hiện cái oai nghi bát chánh đạo này á, cái bác quan trai này đó, thì chúng ta phải thực tập y như vậy, đời sống phải phạm hạnh. Mình phàm phu mà, đụng đâu là nhiễm đó thôi các vị. Không thể nào chúng ta nói tôi về đây tôi tu, tôi huyết tâm tôi giữ, tôi về nhà tôi giữ, không có chuyện đó. Nếu tu thì phải lựa những cái đạo tràng nào mà phải tương thích. Tương thích có nghĩa là cái chỗ đó có pháp tu, pháp học, pháp hành đàng hoàng. Mà trong 24 tiếng hồ đó, mình có một cái nơi nghỉ ngơi mấy phút. Có nghĩa là từ 10 giờ là chỉ tịnh, 3 giờ là phải dậy. Trong vòng 5 tiếng, ngủ như đó thôi. Còn trưa là không được ngủ, trưa là nghỉ. Hoặc là nghỉ ngơi chứ phải là ngủ. Trưa là nghỉ 1 tiếng, là 6 tiếng. Một người tu ngủ cao lắm, 6 tiếng.
Còn có khi ngủ không đủ 6 tiếng, 4 tiếng, hoặc 2 tiếng. Thức nhiều hơn. Chính vì vậy thức đó làm gì? Học pháp, thực tập thiền, thiền định, thiền quán. Còn không là niệm Phật. Cho nên chúng ta luôn luôn phải giữ chánh niệm. Người học Phật và thực tập bát quan trai giới phải ý thức được rất rõ ràng. Nó mới sanh được cái phước báo, mới có công đức, mới là chất liệu để mình giải thoát. Chứ mình có sống y như người đời như vậy trong suốt 40 năm, 50 năm, 60 năm thì làm sao mà giải thoát được? Học giới mà không giữ, mình chỉ là biết như vậy thôi thì rất là khó. Đây chúng ta xem thử. Đáng lẽ cái này thầy lên phía đầu, nhưng mà thầy lỡ để cuối rồi, cho nên thầy mất công thầy để lên đầu, cho nên thầy giảng cuối cũng được. Đức Phật dạy có ba kiểu thọ giữ bát quan trai giới. Thế nào là trai giới kiểu chăn bò? Đây, trong chánh kinh Phật dạy như thế nào này Visakha, là trai giới người chăn bò. Ví như này Visakha, người chăn bò vào một buổi chiều lùa bò, lùa các con bò về cho chủ của chúng. Người ấy suy nghĩ, hôm nay các con bò đã ăn cỏ tại chỗ này và chỗ này, đã uống nước tại chỗ này và chỗ này. Ngày mai các con bò sẽ ăn cỏ tại chỗ này và chỗ này, sẽ uống nước tại chỗ này và chỗ này. Cũng vậy này Visakha, ở đây có những người giữ trai giới suy nghĩ, hôm nay ta đã ăn loại đồ ăn cứng này, loại đồ ăn cứng này ta đã ăn, ta đã ăn loại đồ ăn mềm này, loại đồ ăn mềm này ta đã ăn. Ngày mai ta sẽ ăn loại đồ ăn cứng này, loại đồ ăn cứng này ta sẽ ăn, loại đồ ăn ta sẽ ăn loại đồ ăn mềm này, loại đồ ăn mềm này ta sẽ ăn. Như vậy người ấy sống cả ngày với tâm đồng hành với tham dục. Như vậy này Visakha, trai giới này gọi là trai giới của người chăn bò. Trong cái kinh Tạng Nikaya thì cái kiểu lập đại thế này á, nó thông dụng. Các vị đọc vào trong vào trung bộ, tiểu bộ, tăng chi đều là như vậy hết. Cái sự lặp đi lặp lại như vậy rất là nhiều lần. Nhưng mà chính chỉ cái chỗ này mà các vị mà khi đọc rồi các vị nhớ dai lắm. Đọc rồi ta nhớ. Tại sao lại nghĩ như những người chăn bò? Tại vì phát nguyện hành trì giữ giới như vậy. Phát nguyện hành trì giữ giới như vậy. Nhưng cái tâm không có phải là hành trì giữ giới. Chỉ tham đắm vào cái sự ăn uống, tham đắm vào sự ngủ nghỉ. Có nghĩa là trên danh tự là phát tâm để thọ trai giới, nhưng mà thực chất là vào không có thực hành, không có làm, không làm theo. Thì cũng giống như con bò vậy. Thì đúng ngày, đúng giờ cứ ăn, đúng ngày, đúng giờ cứ ăn. Con bò cũng vậy đó, ăn chỗ này, chỗ kia, chỗ này, chỗ kia. Thì Đức Phật nói cái giới này là tà, không đúng với lời cái phương cách của một người phải thực tập. Đức Phật chê cái giới này. Đức Phật nói giới thứ hai. Thế nào là trai giới của ngoại đạo? Này Visakha, thế nào là trai giới của Nikantha? Ở đây, này Visakha, có hạng sa môn tên là Nikantha, họ khích lệ đệ tử như sau. Ông hãy quăng bỏ trượng đối với các sinh loại sống ở phương Đông. Ngoài 100 do tuần, hãy quăng bỏ trượng đối với các sinh loại sống ở phương Tây. Ngoài 100 do tuần, hãy quăng bỏ trượng đối với các loại sống ở phương Bắc. Ngoài 100 do tuần, quăng bỏ đối với các loại sinh sống ở phương Nam. 100 do tuần. Như vậy họ khích lệ vì lòng thương, vì lòng từ mẫn đối với một số sinh loại mà thôi. Họ không khích lệ vì lòng thương, vì lòng từ mẫn đối với một số sinh loại khác. Ví dụ các vị phát nguyện thọ trì bát quan trai giới một ngày một đêm tại chùa Giác Ngộ, nhưng mới cái chiều thôi các vị xin bạch thầy, con nhà con có việc, con xin thầy cho phép con về nhà. Con về nhà con thọ trì tiếp tục. Thì cái vị thầy xét cái cùng cho cái về đó. Thì trong đầu các vị khởi lên ý nghĩ sao?
phát nguyện chỉ thọ trì cái giới không sát sanh, không trộm cắp, không đạo này ở tại chỗ giấc ngủ thôi. Còn về nhà con muỗi nó cắn vẫn giết, những con khác nó làm vẫn. Có nghĩa là ra khỏi cái trú xứ của mình, cái phạm trù của mình á, cái phạm trù của mình mà phát nguyện á, họ không có giữ. Ví dụ các vị phát nguyện giữ giới ở trong cái thành phố Hồ Chí Minh này thôi, mà ra khỏi thành phố Hồ Chí Minh các vị không giữ. Đó là niết tha. Với hình thức là có giữ, chỉ là hình thức thôi. Còn ngoài ra là đối với là cái chắc chắc mà cái sự lòng từ bi và mẫn đối với toàn thể tất cả chúng sanh bình đẳng từ mẫn, họ không có. Ở nơi này thì họ giữ, ra khỏi nơi học giới đó họ không giữ. Cũng như vậy đó. Mình cũng vậy. Mình thương với, ví dụ như mình phát tâm hôm nay mình thương, mình đã tu rồi thì mình thương ai? Mình thương gia đình mình, người thân mình, bà con thân quyến mình. Nhưng mình ra khỏi bên ngoài, ngoài những bà con thân quyến mình là người dân, mình không có thương được. Cũng giống như vậy đó. Mình thấy cái người thân của mình á chết, mình đau buồn nhỏ lệ, khóc than nức nở rồi chết lên chết xuống. Và mấy ngày sau người hàng xóm chăn bên mình chết dưng dưng. Mà cái đó dưng dưng là bình thường ấy. Gặp người ghét nữa là mình qua đây mình ngồi cười nữa đó. Có không? Điều nó xảy ra rất bình thường. Chính vì vậy chúng ta không có lòng trải lòng bình đẳng. Đối với một người mà thọ trì á, học giới á, thì chúng ta phải trải lòng bình đẳng. Mà cái Nigantha này là Ni Kiền Tử. Ni Kiền Tử này á, các vị biết họ tu á, nó không có giống như mình. Gọi là bữa nay người ta gọi là đạo lõ thể các vị. Đạo lõ thể. Họ nặng về hình thức, họ nặng về khổ hạnh. Họ không có chú tâm vào trong cái các cấp thiền. Có nghĩa là họ nghĩ cái thân này á, cái thân này là có nghiệp, chính vì cái thân này đã làm cho họ không giải thoát. Họ đầy đọa cái thân này. Có những vị họ tu hạnh con chó. Họ ngày tới họ cứ ăn rồi họ đi bốn chân, rồi họ ăn những cái thức ăn bẩn thỉu ở như con chó vậy đó. Trong kinh hạnh con chó, trong kinh tụng hàng ngày của sư phụ có. Thì những người đó họ hỏi Đức Phật: con tu như vậy, khi này con chết, con sẽ thành cái gì? Đức Phật thẳng thắn trả lời: ông thành con chó. Tại vì sao? Ông tập tánh của nó mà. Ông là con người, là người cao thượng tôn quý, không chịu, phải tập làm cái con hạ đẳng, là súc sanh. Để làm gì? Để làm con chó. Thì khi mình chết rồi mình tập cái tánh nó thuần thì nó sẽ thành chó. Tại trong tâm nghĩ tưởng thì sẽ thành, tâm tưởng thì sự thành thôi. Con tâm ông tưởng lúc nào ông là hành con chó thì con chó thì tất cả sẽ thành. Và có người hành con bò, họ nghe tới cứ đi như con bò. Rồi có người thì sáng ra thì nằm lăn ở đất, có người đứng một chân. Hạnh Nikintha này, Nikintử này, đạo lộ thể họ tu khổ hạnh nhiều cái, nó cực đoan lắm, rất rất là cực đoan. Họ không mặc một cái gì ở trên người hết, họ không mặc cái gì hết. Họ đứng ngoài đường bình thường không có gì hết. Tóc họ để dài họ không cạo. Có nhiều người ta để họ để tủ tóc cho chim ở nữa. Còn bữa thì thấy có một cái họ gieo lúa mạ trên đầu nữa kìa. Mới tuần rồi đó thầy mới thấy cái đạo lỗ thể, họ gieo luôn một cái đám lúa mạ trên đầu luôn, nó ra thành mạ luôn, có lúa mọc luôn các vị. Họ cái cường độ tinh như vậy đó. Các vị nghĩ sáng cả ngày cả đêm, họ khi mà cái đạo này thì họ sống đến 50 tuổi thì họ sẽ đi tu theo cái phái Ni Kiền Tử này. Có nghĩa trước đó họ đã có vợ con, xong vợ con rồi họ sống đến 50 tuổi là cái lúc này họ phải đi tu. Quy định họ đưa ra như vậy đó. Đi tu là như thế làm sao? Họ tu là khổ hạnh. Mỗi người chọn cho mình một con đường để tu. Có người thì tu những cái hạnh như vậy, còn có người thì ra tắm nước sông Hằng, tắm cả ngày ở dưới đó vậy đó. Họ rửa tội. Họ kêu nước sông Hằng là nước linh thiêng, rửa được cái tội của họ. Nếu Đức Phật hỏi Đức Phật: con làm như vậy có rửa được tội không? Đức Phật nói: nếu mà ông mà rửa được tội như vậy thì những con cá ở dưới đó nó đã rửa tội trước ông rồi. Con cá nó sống dưới đó mà, còn ông chỉ xuống đó ông ở, ông lên thôi. Con cá nó hàng ngày ơi đó thì nó chỉ rửa tội trước ông rồi. Đó. Họ không có mặc một cái gì trên người hết các vị.
họ là trần truồng lõa thể vậy đó. Các vị thấy có thích không? Sáng họ đi rất là sớm, trong lúc người ta đang chìm vào giấc ngủ thì họ đi ra qua cái bãi thiêu ở cạnh sông Hằng đó. Họ lấy những cái tro cốt của người chết đó các vị, cái tro mà người chết mới thiêu hôm á, họ trích, bắt đầu họ trích, họ tắm xong rồi họ là trích, họ trích từ trên đầu xuống tới đây, xuống tới chân, xuống đầy người họ, nó trắng bệt y như là cương thi vậy đó. Nhìn họ y như là một cái gọi là một con ma vậy đó. Họ thích như vậy, nhưng họ làm như vậy, họ lấy cái tro đó họ trích như vậy rồi họ đi không mặc cái gì hết. Nhìn vào là đã sợ rồi, nó diệt luôn dục chứ không có khởi dục được nữa. Cho nên họ đứng ngoài đường như vậy, khách du lịch họ đi qua lại bình thường, không có gì hết. Khách du lịch họ đi qua lại bình thường, họ vẫn đứng, họ tu và họ ngồi giữa đường, trời nắng vậy đó. Cho nên rất cực đoan, Đức Phật kiên kỵ nhất là điều này. Đức Phật kiên kỵ, không cho. Mà bên đó, nghịch một cái là họ tu chứng như thế nào thì không biết, nhưng các người mà trưởng giả, họ là người đại gia bên đó, họ rất là tôn trọng các vị đó. Tại vì họ nói không, những cái này họ không làm được, họ rất là tôn trọng. Còn họ chứng quả gì thì họ không biết, họ không cần thiết cái đó. Họ thấy người đó thực hành khổ hạnh như vậy thì họ nghĩ cái người này là Phạm Thiên, Phạm Thiên giáng trần để thực tập và chỉ cho mình. Họ rất là tin những vấn đề đó. Bây giờ vẫn còn vậy. Cho chúng ta thấy được cái đó là cái cực đoan Đức Phật nghiêm cấm. Đức Phật cho tu khổ hạnh nhưng không được ép sát. Tu khổ hạnh thì giống như cái người mà thực tập như là cái ngài Ca Diếp thực hành 13 hạnh đầu đà nhưng không ép sát. Không ép sát. Còn thủ hạnh mà ép sát thì đưa đến cái hoại thân hoại mạng chung, đưa đến cái quả là đọa xứ ác thú chứ không phải đưa đến cái quả phạm hạnh mà để giải thoát. Đó. Cho nên Phật nghiêm cấm các vị đệ tử của mình là không được tu khổ hạnh. Khổ hạnh thì nó dưới một mức độ thôi, không được ép sát. Khổ hạnh thì được, mà phải thực tập đúng khổ hạnh nha. Chứ không được ép sát. Đó. Cho nên dây đàn á, mà nó căng á, thì nó đứt. Mà nó trùng á, nó không kêu tiếng. Cho nên á, điều chỉnh tâm của mình nó bình đẳng. Nó phải trung đạo, ở giữa trung đạo. Không được nhị biên, phải ở trung đạo. Rồi Đức Phật. Tiếp theo là kiểu trai của Bậc Thánh. Là luôn luôn ý thức chánh niệm là mình giữ bé quan trai. Luôn chánh niệm rằng không phạm giới chưa chắc đã giữ giới. Vì vậy mình luôn nhắc mình luôn sống chánh niệm. Giả dụ có điều kiện để phạm thì cũng không phạm. Đức Phật dạy trong kinh như sau. Này Visakha, thế nào là trai giới của các bậc thánh? Chính là làm thanh tịnh một tâm ớ nhiễm với phương pháp thích nghi. Các vị thấy không? Trong 24 tiếng đồng hồ phải luôn luôn giữ chánh niệm. Luôn luôn giữ chánh niệm. Mắt chánh niệm là mắt các công đức. Thì mắt công đức thì phước báo không có. Cho nên họ phát nguyện. Cho nên nói mình xét về mặt bữa nay tu rất là dễ. Bác con trai chúng ta nói bữa nay tới đạo tràng tu, bác con trai nói rất là dễ. Nghe đó Phật tử hỏi hôm nay đâu vậy? Tôi bác con trai giới. Tôi bác con trai. Nhưng mà sáng 7 giờ thì mới có mặt. Chiều 5 giờ thấy mặt ở nhà rồi. Như vậy phải bác con trai. Họ ngộ nhận thôi. Ngộ nhận. Bác con trai phải ở đó, ở học giới đó 24 tiếng đồng hồ và thực hành cái phạm hạnh giống như một đệ tử, một người xuất gia. Chứ không thể nào mà nói bác con trai mà tu mấy tiếng hồ về thì điều đó không có. Và phải luôn chánh niệm. Đây, giả dụ có điều kiện phạm thì cũng không phạm. Giữ giới chưa chắc đã phạm. Nè, không phạm giới chưa chắc đã giữ giới. Và luôn nhắc mình luôn sống trong chánh niệm. Giả dụ có điều kiện để phạm cũng không phạm. Chúng ta học nãy giờ đó 8 cái điều học giới. Ví dụ như chúng ta thấy cái vấn đề tiền, một cái ví của ai rơi xuống đất hay một cái điện thoại mới rơi xuống đó, cái đó điều kiện để mình phạm đó, đúng không? Điều kiện là mình phạm vào giới trộm đó, trộm cắp lụm của người khác, không phải của mình, những cái vật không phải của mình mà mình lấy, đó là phạm vào giới trộm cắp. Có điều kiện để phạm mà mình không phạm, đó mà là người chánh nhân quân tử.
Điều kiện này mình mới vừa đi ra thì có điện thoại nó rớt đó, nhìn quanh nhìn ngó bốn phía không có ai hết, có mình mà cái điện thoại à, lấy được không? Được. Có ai thấy không? Không. Vậy mình lấy không? Không. Mình lấy mình phạm mà lấy được không? Lấy cho ai? Lấy giao cho chùa. Nếu lấy mà để riêng tư cho mình thì là phạm, mà lấy đưa cho ban tổ chức, đưa một ngôi chùa và trên đó người ta thông báo à có điện thoại cho đó đó rớt ở đó đó thì ai mắc đó nhận. Có điều kiện phạm không phạm, đúng không? Đó là điều rất là đương nhiên, và mấy giới kia cũng vậy. Cho nên nó phải luôn luôn giữ chánh niệm. Đức Phật luôn luôn lấy cái những cái vị thánh đệ tử, vị A La Hán ra để Đức Phật làm cái nền tảng, là cái miếng gương phản chiếu cho các vị Bà Visakha và các vị cư sĩ tại gia, làm một cái nền tảng để lấy đó mà tu, là gương hạnh để tu. Chứ còn Đức Phật không ấy. Chúng ta thấy này là trong kinh Tăng Chi đó các vị. Tóm lại, chỉ cần nguyện một ngày sống như hạnh của một vị thánh, biết rằng dù tâm tư mình còn phàm phu, nhưng mà mình học cái hạnh của các vị thánh, sống trọn vẹn cả một ngày với kiểu giữ giới bậc thánh. Muốn có công đức lớn thì phải giữ trọn vẹn 8 điều và giữ cái kiểu giữ giới kiểu của bậc thánh. Khi mình chưa đủ duyên để được xuất gia thì chỉ cần mình nguyện sống một ngày giữ giới trọn vẹn thanh tịnh như các vị xuất gia, cũng như các điều của bậc thánh đã giữ trong sạch cả đời. Các vị thấy mình chưa có đủ cái nhân duyên thù thắng để làm một người xuất gia thì mình phát nguyện giữ 24 giờ giống như một người xuất gia, thì chúng ta đã đi vào trong cái dòng thánh rồi. Đi vào dòng thánh rồi, giọt nước bắt đầu nhỏ vào biển cả rồi. Nó nhỏ vào biển cả rồi thì trước sau gì nó cũng hòa mình vào biển cả, thì đó chính là biển cả. Mình bây giờ mình đang hướng đời cái quả chạy quả về giải thoát, mình đang đi trên con đường giải thoát. Tuy rằng mình chưa có thực thụ, mình đi giống như một người xuất trần thượng sĩ, mà mình đã có ước nguyện và đã bước chân lên rồi. Bước chân đầu tiên chính là bước chân mình đạt đến giải thoát. Tại vì một bậc thánh mà muốn bật được cái quả vị A-la-hán như vậy, muốn được giải thoát lậu tận như vậy, thì cái đầu tiên là phải bước chân đầu tiên. Các vị đã đi qua rồi, còn mình bước chân đầu tiên, còn hơn là chưa có. Mình phải làm như vậy, phải sống đúng cái chuẩn mực của một người xuất gia, thì chính những hạt giống, những chất liệu này, những cái đạo tâm nó trưởng dưỡng cái hạt giống bồ đề của mình, là chất liệu cho mình trưởng dưỡng nó, nuôi nắng nó, tưới tẩm nó, rồi lần một ngày không xa. Mình muốn xuất gia thì mình xuất gia, không xuất gia thì mình đời sống phạm hạnh của người cư sĩ. Cư sĩ nhưng mà không có lập gia đình, sống không gia đình, ở như vậy vẫn chưa đắc được tam quả. Tam quả là giải thoát rồi, sơ quả là đã giải thoát rồi, đừng nói chỉ là tam quả. Người mà cư sĩ mà sống như vậy vẫn có thể giải thoát, nhưng mà xin thông báo rất là khó. Tại vì sao? Vẫn còn cơm áo gạo tiền bên ngoài, rất là khó sống. Chỉ trừ khi của ăn của để. Mình biết một đời mình sống 50 tỷ thì mình chuẩn bị 50 tỷ rồi xong, để như vậy để ăn thôi và tu tập thôi, không có làm gì nữa hết thì được. Chứ còn không thì cơm áo gạo tiền ngày ba bữa phải lo, mà lo thì phải bị phiền não, mà phiền não thì dẫn đến luân hồi. Chính vì vậy muốn có được cái cuộc sống của bậc xuất trần thượng sĩ phải vào chùa. Cơm ngày ba bữa có đại na tinh thí đã lo, mình chỉ cần tu tập cho tốt, vững tâm bền chí, hướng đến quả vị giải thoát, thẳng tiến mà đi. Thì như vậy mình mới đạt được, mới trước thì đền ơn thí chủ, sau là mình giải thoát bản thân. Nó họ không có gì hết. Trong kinh Phật nói mà, nếu một người á mà ăn của đại tinh thí mà có tu tập, có trưởng dưỡng, có lối sống phạm hạnh, thì người đó dù một ngày á ăn một lượng vàng, một ký vàng cũng không sao hết, nó tiêu hết. Mà người đó mà ăn mà không có tu tập, không có trưởng dưỡng, không có sự thực tập, không có hướng đến võ về giải thoát, trên cái lộ trình giải thoát, thì ăn dù có một hạt cơm cũng phải trả. Nó như vậy, chứ không có dễ. Nói tóm lại thì chúng ta phải sống đúng chuẩn mực, đúng 24 tiếng đồng hồ. Nhắc lại, đúng 24 tiếng đồng hồ mới gọi là bát quan trai giới. Còn chỉ là một ngày 8 tiếng đồng hồ, 10 tiếng đồng hồ
vẫn chưa phải. Nên đừng có bị những cái khóa tu hay này kia rồi làm chúng ta không biết, hiểu lầm, và chúng ta mặc định đây là cái khóa của bác con trai, nó không được ha. Còn mình muốn hành trì thì trừ khi mình có ở nhà riêng á, muốn hành trì bác con trai giới được, phải ở nhà phải có cái nhà bàn thờ riêng, cái phòng thờ đó mình xây nhà xong rồi toilet có, nhà ngủ có, nhà bếp có, tại sao mình không có thêm cái nhà nữa, nhà thờ Phật. Chính vì cái đó, nhà nào mà có được cái nhà thờ Phật thì chính những cái nhà thờ Phật đó là chất liệu để mình hàng ngày mình gieo trồng cái phước điền vào. Có nghĩa là mình đang bỏ vào trong cái hòm công đức vô lậu của mình là những cái phước báo mình đang tích lũy vào ngân hàng công đức của giải thoát đó. Chứ còn mình mà bỏ ngân hàng là xong rồi, phân hàng phá sản mình cũng lấy được có 20% của nó thôi. Có chúa lấy 10% thôi, đúng không? 1 tỷ lấy được có 100 triệu chưa chắc, 70 triệu à. Thấy không? Nó rất là khó. Chỉ có xây nhà, nhà mình có nhà riêng, có đủ khả năng xây, xây thêm một cái nhà nhỏ nữa, 2 mét vuông, 4 mét vuông cũng được, làm cái phòng, phòng thờ. Thờ Tam Bảo, hàng ngày mình, gia đình, con cái mình, Phật hóa gia đình, sống đời sống nó rất là tịnh hạnh. Muốn phát tâm tu 24 tiếng đồng hồ, bác con trai đến chùa xin thầy về nhà thọ trì giữ giới. Nếu mình thấy bản thân mình đủ khả năng làm, được, được hết trơn. Mình biết chắc là mình tu 24 tiếng đồng hồ không phạm giới nào hết. Mình đến ông thầy trụ trì xin phát nguyện 24 tiếng đồng hồ giữ giới trong sạch, phát nguyện thọ trì 8 giới, về nhà thực tập, ăn ngủ tại phòng luôn, ăn ngủ tại phòng và tránh hết tất cả những các ngoại duyên trong 24 tiếng hồ. Sau 24 tiếng hồ tới về thầy, con đã hoàn toàn 24 tiếng hồ và con không phạm một giới nào hết, học giới nào con giữ trọn vẹn hết, xin thầy chứng minh. Rồi mình sống giống phạm hạnh rồi, tốt không? Được hết. Đó là cái mình mở đó. Nhà Phật không có một cái nào mà nó cố định, điều có mở ra hết, khai giá trì phạm điều có hết. Và vậy chúng ta học hôm nay chúng ta dừng tại đây ha. Cảm ơn tất cả quý học viên đã có mặt và lắng nghe. Chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.